Ôi giời ơi. Ok, hello anh em. Hôm nay là một cái ngày thứ ba rất là vui vẻ. Và tôi cảm giác, tôi không biết anh em có giống tôi không, chứ mình cảm giác từ sáng đến giờ, cảm giác là con người nó cứ khoan khoái thế nào ấy. Căn bản là do trời mưa mà. Nếu mà anh em ở Hà Nội chắc sẽ hiểu ý tôi. Hôm nay trời mưa, coi như là vừa mới xong là một cái cơn mưa rất là to. Không biết là có anh em nào mà ở nhà gần nhà tôi không. Vừa rồi là một cái cơn mưa to, cách đây khoảng độ tầm nửa tiếng. Có một trận mưa rào, coi như to kinh khủng. Có anh em nào mà ở khu Hà Nội mà cũng vừa mới cách đây nửa tiếng có một cái trận mưa rào như vậy không? Có anh em nào không? Có à? Ừ, đấy. Cách đây khoảng tầm nửa tiếng. Mưa rào to. Chưa kể đêm qua cũng mưa. Thành ra là ngày hôm nay người mình cảm thấy nó cứ lâng lâng. Đi ra đường không khí nó mát mẻ. Từng cái cơn gió nó nhẹ nhàng, nó thổi tóc chúng ta bay bay. À quên, đội mũ bảo hiểm, tóc bay thì đéo được, quên. Mà nói chung là, nói chung là rất là mát mẻ. Thế là vào tôi làm tí nhạc sàn cho nó oi khói, cảm giác rất là thoải mái. Trời này đương nhiên là không cần phải bật điều hòa rồi, anh em chỉ cần một cái quạt, anh em thốc vào người là đã đủ mát rồi nhá. Rồi ok, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Rus. Và hôm nay tôi nói luôn với anh em luôn là cách đây mấy hôm là tôi vẫn gióng giả với anh em. Tôi vẫn gióng giả với anh em, nhưng mà đến ngày hôm nay thì tôi mới quyết tâm là sự thật. Tức là bắt đầu một cái series, nó gọi là series Rus nghiêm túc. Rus nghiêm túc anh em nhé. À, sẽ chơi một cách gọi là nuôi đồ lắm thế này. Sẽ chơi với phương châm là 3-0 nhá. Phương châm 3-0. 3-0 là gì? Từ từ tôi lấy đèn đã, tôi om một xòm này. Phương châm 3-0 bao gồm thứ nhất là không xin xỏ. Thứ hai là không chôn. Thứ ba là không cưa gái. À quên. Quên. Thứ ba là không vớ vẩn. Phương châm là 3-0. Chơi nghiêm túc, tự đi kiếm đồ nhá, tự đi kiếm đồ, không có vớ va vớ vẩn. Sao nhà chả có đèn điện đéo gì thế này? Ô, vợ với chả con ngồi. À đây, may quá. Sức Linh tự Thúy tự nhiên có cái đuốc. Đây ngôi nhà của tôi đây. Ôi giời ơi. Thúy chắc là hôm trước đi ngồi cày đã được khá là nhiều rồi này. Thúy đi cày kinh phết đấy. Chưa chi đã thấy coi như là, chưa chi đã thấy coi như là đồ đạc. Hôm trước là tôi nghỉ xong là Thúy ở lại chơi tiếp mà. Đây này, kinh không? Thúy đi cày sắt với thép. Tôi nghĩ là bây giờ chỉ còn scrap thôi. Chắc là mình đi cày nốt scrap là ok. Đấy, nhà nói chung là khá là tươm tất. Ôi, hôm trước chơi xây thêm cái tường này à? Ôi giời, tủ vẫn để toang hoác rồi, chết được không? Đấy, có vợ trong game sướng thế đấy anh em ạ. Mình mà bận một cái là có vợ coi như là chăm bón nhà cửa. Bên ngoài là coi như là dặn vườn cây, ao cá. Cuộc sống rất là yên bình. Ra đến bên ngoài cái là nghe thì tiếng nước róc rách, rỉ rả chảy. Thì đấy, bây giờ về mới đi kiếm đây. Đêm hôm nay là chơi nghiêm túc này. Việc đầu tiên là đi kiếm scrap. Hôm trước ấy là tôi đã, hôm trước là tôi trốn anh em, tôi đi kiếm 1000 scrap vào buổi đêm. Mà rất nhiều anh em coi như là chửi rủa tôi, bảo là chơi bẩn, chơi không livestream cho anh em xem. Chơi nên là hôm nay tôi sẽ dành thời gian là chúng ta chơi nghiêm túc. Chúng ta đi, chúng ta lấy scrap. Hôm nay Thúy chắc là bận rồi. Nhìn đang ngủ đây chắc là bận rồi. Hôm nay dành ra, hôm trước bảo, à đây, đi farm một đống gỗ rồi đây. Vấn đề là trong nhà chả có đèn, à đây, thắp cái này lên. Hôm nay sẽ đi gọi như là đi kiếm scrap. Chơi nghiêm túc và cho anh em xem cái quá trình tôi đi kiếm scrap luôn. Nhưng không anh em bảo tôi nói phét. Anh em lại bảo tôi chém gió với anh em, rất bực mình.
viên đá đâu. Ủa khiếp. Đây rồi, đá đây rồi. Để nâng cái ấy lên mà. Nâng cái tường lên đã rồi tôi mới đi kiếm được. Sờ tôn. À mà tôi áp lên sắt luôn nhở. Trong này có bao nhiêu sắt như này thì tiếc rẻ đéo gì. Cầm hẳn sắt và mà nâng. Tôi xem nào, hôm trước sớt Linh có... À đây. Nhiều như quân nguyên luôn. Nhà này đúng không nhỉ? Hôm nay chơi một mình một khoảnh, không có vợ con gì. Bỏ mẹ làm nào nâng được cái nền chó má này lên bây giờ. Úi dồi, đéo nâng được cái... À cái này cái nền phải đi ra ngoài rồi. Mẹ bực thế. Chặt quá nó đéo hiện cái chỗ để nâng cái sàn này lên. Mẹ. Đâu đi cây gì vẫn còn 72 tiếng nữa cơ mà, không sợ đi cây đâu anh em ạ. À đây 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 đây. Đéo phải đây là cái cửa này. Nhục thế mẹ. Cái sàn này chắc phải đi ra ngoài anh em ạ. Đi cây nào, up kịp thang 72 tiếng kia lại đi cây đâu anh em mình nhỉ. Đi cây đâu? Anh Dũng ơi. Anh Dũng ơi. Gì đấy đang nâng nhà? Dũng gì? Dũng giết gì? Dũng đi ngủ rồi. Cái này phải đi ra ngoài để đi nâng. Cháy nhà đến nơi rồi anh ơi. Cái này chắc là phải ra ngoài mới nâng thôi. Thôi rồi, tôi nâng tạm sàn này lên. Mình quên mất mình không nâng cái bên trong, nhục thế. Phải ra ngoài nâng thôi. Phải tường bên ngoài. Xịt mê tan cái chỗ này lên. Xịt mê tan cái tường này lên. Rồi. Xịt mê tan cái này lên. Xịt mê tan cái sàn này lên. Xịt mê tan cái này lên. Nào từ từ. Đừng có... Đây. Xịt mê tan này lên. Đây là nhà bảo vệ tủ. Chứ là tôi phải... rất là cẩn thận. Nhà có dùng đến tí gì gỗ đâu mà anh em sợ là nhà bị đi cây. Nhà có dùng đến tí gì gỗ đâu. Mẹ. Nhà tôi được cái là toàn đá với sắt thôi. Đéo thèm dùng gỗ luôn. Hay. Ô mình bị thiếu cái rìu đi chặt cây nhỉ. Mấy ông kia chặt chủng cái gì ngoài kia mà nghe ghê gớm vậy. Cầm cái này theo để đi ấy này. Cái gì đấy? Ôi vãi mẹ giảm thanh ạ. À. Có cái giảm thanh súng mới kinh chứ. Đây để tôi cho sắt vào đây đã. Duy trì được 9 ngày luôn. Thôi bây giờ tôi sẽ đi cầm đồ đi để kiếm scrap nhá. Thứ nhất là mình cầm những cái đồ mình có thể phân rã được đi đã. Cầm đồ phân rã đi. Đồ phân rã thì tôi sẽ cầm theo những cái đồ này. Những cái đồ có thể phân rã được này. Lò xo, lò sủng này. Thôi súng này, súng cầm theo. Súng nhưng mà có đạn đéo đâu mà cầm theo. Thôi để nhà. Cái này là để máu để băng bó. Ống nhòm không cần. Thịt thà mang theo một ít đi để ăn. Ok.
Tầng 2 từ từ đi lấy scrap, hôm nay là chơi nghiêm túc mà. Hôm nay là được cái là Thúy cũng bận, thành ra là một mình tôi chơi thì lại càng nghiêm túc hơn. Đấy. Ôi mũ 3 thì cất ở nhà không cho trần mất mũ. Ôi, đội mũ thường thôi. Khiếp, hôm trước biết là Thúy đi kiếm đồ như nào, kiếm giỏi thế. Nào, cầm thêm mít áo ra đi kiếm đồ. Khẩu trang nữa trông cho nó trông cho thời trang. Rồi đấy, tầng này đồ là ok đấy. Tôi sẽ đi, tôi phân rã và đi ấy nhá. Và đi đốt lò đã nhở. Quên. Ừ, tranh thủ đốt lò luôn, tí về là có ấy luôn. 1000 à. Lò này vẫn hơi ít, nhà phải có thêm nhiều lò hơn. Ủa ôi. Nhiều quá rồi. Năm trăm vào đây, 1000 vào đây. Rồi đốt lên. Rồi thế tạm thời thế đã nhá. Đi ấy sao, ra ngoài nhà nâng cái sàn lên nữa nhở. Quên mất, ra ngoài nhà nâng cái sàn lên nữa. Cầm theo 500 cái này ra ngoài sàn nâng lên. Đóng cửa này lại, đóng cửa này lại. Ok, đi ra đây xong mình rẽ sang bên kia để nâng. Ờ quên lấy sắt ra. Đấy tôi lấy rồi. Rồi anh em yên tâm, không đầy được đâu. Cái số kia cộng vào có đến một có đến 1000 quái đâu mà lên được. Nào sao các em cứ gõ cửa nhà anh, sao có vấn đề gì đấy các em? Sao em? Hả? Ờ, làng Việt Nam vừa bị lát chiều nay anh ạ. Thế á? Làng Việt Nam vừa bị lát chiều nay, các nhà kia bị lát hết rồi. Thế á? Vâng, cả nhà Steve cũng bị bịt sạch, bị lát sạch rồi. Ôi rồi sao bọn em đi chỗ nào anh cũng bị. Anh xem lại xem nhà nâng cấp hết lại sắt. Ừ, rồi anh cảm ơn. Không biết nhưng mà bọn nước ngoài chiều. Thế á? Rất là lát. Không hiểu làng vâng. Việt Nam ăn ở thế nào mà suốt ngày bị chúng nó rét thế nhở? Khổ. Thôi rồi, cố lên các em, cố nhá. Yến nhá, cố nhá. Hôm nay anh biết phay của Yến rồi, anh vào phay Yến rồi, xinh lắm. Rất xinh. Năm nay mới lên lớp 11, rất nhưng mà trông đã có nét xinh rồi. Ước gì anh còn trẻ để làm người yêu em, nhưng bây giờ anh già rồi, nên là thôi nhá. Tôi giải tán đi. Đây để tôi ra tôi nâng cái nền đã. Đây chính là cái nền, đây chính là cái này đây. Cái nền khốn nạn này đây. Thật phải ra ngoài làm hai lớp tường thôi anh em ạ. Ra ngoài phải làm hai lớp tường. Đóng cửa rồi, khổ anh em cứ lo tôi chưa đóng cửa nhỉ. Cửa lúc nào cũng được đóng anh em yên cờ mờ nờ tâm đi. Cửa đóng then cài mẹ chắc chắn lắm, tôi đâu có ngu. Lúc nào cửa cũng đóng. Thôi rồi nghe các anh em Việt Nam đã bỏ tâm ra đây cảnh báo cho tôi thì tôi phải nâng sắt nâng thép lên ngay, không để bọn kia nó vào nó phá mẹ nhà. Xây một thêm một lớp bảo vệ nữa nhá. Được rồi, trước kia đi kiếm đồ thì thêm cái lớp bảo vệ nữa đã. Thêm một cái lớp bảo vệ ở bên ngoài, tôi về tôi lấy đá đã. Lấy đá xây thêm cái lớp bảo vệ bên ngoài. Chúng ta cẩn tắc vô áy náy. Rồi đi ra xây thêm. Đây tôi đang ra xây ở bên ngoài đấy. Đầu tiên là ra bên ngoài, nâng bên ngoài trước đã.
mẹ chú ấy điệu. À rồi, mày quá. Rồi. Rồi. Rồi, đang lên trên xây thêm cái mái ở trên nữa. Đây, đang lên trên mái, xây thêm mái đấy. Ôi, dậy rồi em. Anh tưởng hôm nay có việc bận đi đâu. Gật gật. Sao cứ nhảy chứ. Ôi giời ơi. Anh đang nâng cấp thêm nhà. Bởi vì là các anh em Việt Nam đang cảnh báo là bọn nước ngoài nó đang rát khu làng của mình, cho nên là anh đang đi nâng nhà lên. Em cứ đi chơi đi nhá. Ừ. Việc xây nhà để chồng làm. Úi giời gật, úi giời gật gật. Úi giời ơi, khiếp. Cẩn thận ông sái cổ đấy. Úi giời khiếp. Được rồi, bây giờ cái tầng trên này tôi sẽ phải nâng cái tầng trên này lên này. Cái chỗ này phải nâng lên sắt này. Cái này phải nâng lên sắt này. Ôi, hết mất. Hết mất metan rồi. Rồi, xây một cái lớp đá bọc bên ngoài cái này nữa. Phải xây một cái lớp đá bọc bên ngoài cái này để đề phòng nó phá cái cửa của cái này, nó phá đâm xuống. Đấy. Rồi anh em yên tâm, tôi giờ kinh nghiệm xây dựng lắm rồi, không phải lo nhá. Kinh nghiệm lắm rồi, yên con nhà bà Tâm. Ôi hết mẹ đá rồi. Xuống lấy đá, xuống lấy đá, xuống lấy đá. Quên chưa làm cái tủ này. Đây. Trừ khi mà cái server này mà thằng admin nó cũng chó như server Trung Quốc là nó cho đồ bọn dân để đi rắt nhà xóm làng Việt Nam thì mình chịu, chứ còn nếu mà nó chỉ là bình thường thôi thì tôi nghĩ là nó không phá được đâu. Trừ khi chúng nó chơi bẩn, chúng nó mẹ, chúng nó rát thì không nói làm gì chúng nó mẹ. Chứ còn nếu mà chúng nó chơi theo kiểu sạch sẽ bình thường thì tôi nghĩ là đi cây gì, đi cây đâu ra, đi cây. Anh Dũng không chuyển nhà nhanh là nát bét đó anh. Nát sao được, yên tâm đi. Xuống dưới xây cửa bên dưới nữa. Thu
Thúy nhà xong mới đau tôi chứ. Chứng tỏ là có rất nhiều nhà. Chứng tỏ Thúy có rất nhiều nhà, nhưng mà đây chỉ là một nhà của Thúy ở với rất nhiều thằng. Nên là phải, thậm chí còn phải đánh dấu đây là Thúy nhà sông, còn có Thúy nhà núi, Thúy nhà nào nữa. Chết thật. Rất là... Đấy, anh em xem, sảnh ra một cái là mất vợ ngay. Ai đời thế bao giờ không? Thôi xây này ra cho nó rộng. Thêm cái lớp cửa nữa. Mình có nên bảo vệ cái này bằng một cái lớp nữa bên ngoài không nhỉ? Thôi, chắc này nó mà phá vào được thì mẹ. Thôi mình biến bó tay với nó. Nóc cửa bên trên à? Đâu, nâng rồi mà. Đá rồi. Đá hết rồi. Tôi nâng hết rồi. Đấy, chỉ có nâng lên sắt thôi. Anh em nhìn này thôi, không phải là nó là gỗ đâu. Cái mặt dưới nó luôn là gỗ, mặt trên nó là đá đấy. Đã bảo cái gì? Upkeep time là 54 giờ. Anh em không nhìn thấy cái upkeep time 54 giờ à? Đi cây nào. Khổ quá anh em. Anh em chơi trò này chưa đây? Upkeep time 52 tiếng kia thì đi cây vào chỗ nào? Đi cây làm sao được? Nó có cái chữ upkeep time kia, nó vẫn còn nhiều giờ là anh em cứ yên tâm là không bao giờ bị đi cây. Anh em hiểu không? Trừ khi mà cái upkeep time không thì cái dòng upkeep time ý thì có thể là mình sẽ đang bị đi cây. Chứ còn đang như thế này thì anh em có thể yên con nhà bà Tâm nhá. Yên tâm. Tường sắt nó không có khái niệm ngược, anh em yên tâm. Anh em lại chưa chơi trò này rồi. Rồi. Được rồi đấy. Khá ok rồi đấy. Về sau có điều kiện sẽ nâng nốt cái phòng tầng dưới này thêm một cái lớp lớp nữa để phòng thủ là ok. Còn bây giờ nói chung là đủ coi như là yên tâm để có thể đi rồi. Tranh thủ làm. Rồi, tôi bắt đầu đi hành trình đi. Thúy ơi! Thúy ơi, có đi lấy scrap với anh không? Chưa có mỡ động vật thì hôm nay Thúy bị làm sao ấy, chắc là không chat mic được, chắc là vì bố chậu à quên, vì mẹ chắc là canh rồi. Hôm qua là mẹ Thúy tôi nghi là vào kênh tôi xem lắm. Nghi mẹ Thúy vào kênh tôi xem mà cấm Thúy không được giao du với cái thằng mẹ dâm dật như tôi. Nghi lắm, nghi lắm. Bây giờ phải đi kiếm mỡ động vật đã. Hết mẹ nó mỡ động vật rồi thì làm sao đi thuyền được. Kiếm tí mỡ động vật đã anh em. Ô cái thằng Ngọc Hiếu này, mình đi server đéo nào nó cũng lẽo đẽo theo, cứ như là cứt đi theo đít nhở. Đéo hiểu. À lên Discord anh ơi. Ok. Đây để lên Discord nhà bà Scott. Hello em. Hello cưng. Có nghe thấy anh nói gì không?
Alo. Đây anh đây. Ôi giời giời. Anh tưởng hôm nay mic em có vấn đề hỏng không gì được. Tại vừa nãy em mỏi cổ quá em tháo ra. Tắt ngay cái loa ngoài đi, anh nghe toàn vọng thôi. Ok ok. Anh đã bảo là mua tai nghe à? Anh có bán được không mua? Anh mà bán em mua ngay. Em mua ship mấy cái cửa hàng kiểu Hà Nội Computer hay là An Phát thì cũng được. Thích mua của người quen. Anh không bán, cửa hàng anh làm gì có đủ vốn để mà coi như là để mà sắm những cái món như thế. Thế á? Ừ. Mấy cái món đấy anh nói thật với em luôn là các cửa hàng lớn ấy nó cũng không bao giờ nó đi nhập những cái tai nghe đấy về xong rồi nó bán cho bọn em đâu. Đấy tôi nó cũng nói luôn các anh em, hầu hết là toàn là hàng ký gửi hết. Hãng nó sẽ mang rồi. Đồ sang họ ký gửi thôi. Cuối tháng thì bán được bao nhiêu thì trả. Chứ còn những cái đồ như thế lãi ít lắm, anh nói thật với em luôn. Thứ nhất lãi ít và thứ hai nữa là không ai người ta đi mua. Về người ta rồi. Bán cả. Hiểu, hiểu. Anh gì biết nhở? Ồ anh mà. Chồng em mà. Ồ. Em nghĩ gì? Con gái xinh chỉ có yêu chồng giỏi. Đấy. Chuẩn. Chuẩn luôn đúng không? Nói cái gì cũng phải nói được. Thích. Nói đến lại không biết thì tôi chán. À anh em đang hỏi shop. Shop ngày hôm nay theo đúng lịch trình ngày hôm nay là shop sẽ bàn giao gọi như là phần thô, tức là cái phần mà tức là hoàn thiện về mặt kiến trúc là ngày hôm nay là hoàn thiện. Bắt đầu từ ngày mai là tôi sẽ bắt đầu chuyển hàng vào. Đấy thông báo đấy anh em mẹ cứ như là báo cáo mẹ. Báo cáo lãnh đạo ấy. Ừ, báo cáo lãnh đạo. Toàn các sếp ở đây. Ừ, toàn các sếp đấy. Xem stream đấy. Báo cáo với các sếp là từ mai bắt đầu mới chuyển hàng vào. Từ bây giờ đến chủ nhật là sẽ chuyển hàng vào và nói chung là tươm tất để chủ nhật có các anh em nào có đến thì đón tiếp. Hôm qua em đi pha được nhiều đồ đấy hả Thúy? Và em cứ đi lung tung em mở hòm ấy. À. Cả em toàn chơi buổi sáng thôi chứ buổi tối em không chơi được. Ờ thì có vấn đề gì đâu, tối có phải ai cũng chơi được đâu, tối còn ăn uống xong còn đi nghỉ. Mệt bỏ cha. Đúng rồi. À nhưng mà anh chọn cái server này hay ở cái điểm là buổi tối từ 10 giờ đến 6 giờ sáng người ta khóa cái này không ai được vào. À thế à? Cho nên là anh em không được thức khuya. Đấy. Ôi hay, hay quá. Anh chọn server này quá hay. Đấy anh em thấy không? Admin server này khá có tâm. Đúng rồi, rất là có tâm. Đêm đến là tắt, đéo có chơi. Nhưng mà bọn này nó múi giờ nó giống mình à? Hay sao mà nó lại tắt buổi đêm em nhỉ? À, em hình như là cái server này của Hàn Quốc mà. Hàn Quốc nó sau mình 2 tiếng hay sao anh? À. Vì chắc là nó khóa từ 12 giờ đến 8 giờ đấy. Thế bọn là các bố mà có đi cày đêm là đéo cày được. Ừ, đúng rồi. Đấy, nên là buổi đêm các ông mà ra nhà không được. Rất hay. Nhưng mà anh vừa thấy các anh em Việt Nam bảo là mẹ, bọn nó vừa mới mẹ, rát khu mẹ, làng xóm nhà mình. Cho nên là nó ra buổi sáng nay. Lúc đấy buồn cười cực, em nấp vào chúng nó không nhìn thấy mà. Thế là nó sao nó không rát nhà mình hả em? Em cũng không biết nữa luôn. Lúc em đi về em thấy chúng nó đang bắn loạn xạ trước cửa nhà mình luôn ý. Xong rồi là chúng nó chỉ có súng thôi. Ờ nó chỉ giết người thôi. Mấy ông kia hình như là xây nhà thế nào đấy thì mới bị gai. Server này trừ khi thằng admin nó chơi bẩn như bọn Trung Quốc chứ còn không thì nói thật làm sao mà rát được nhà cái tầm. Chúng nó chỉ giết người hay sao ấy. Ờ chắc chỉ sao giết người tại thôi. Mấy ông kia xây nhà chưa chuẩn như thế nào đấy. Em đứng em nấp mà chúng nó có biết không? Thế là em vẫn an toàn, chẳng làm sao. Em chỉ cần ra em bật mic lên em nói vài câu là chúng nó tha cho em ngay. I am gone. Tha em ngay, phải anh đành tha vội. Thật, cái server này nói thật với em luôn, mấy thằng Hàn Quốc. Bên Hàn thì đã thiếu con gái thì chớ. Nghe thì giọng gái cái chắc phê luôn rồi. Đây anh đang mang
anh mang coi như là đây để anh làm cái dầu low grade fuel để mình đi thuyền nhá. Đúng rồi, đúng rồi. Em đang đi kiếm mà có mỗi năm, mới có năm. Anh nhiều lắm rồi, anh có khoảng tầm gần trăm rồi. Ôi thế thì thừa sức đi rồi anh ơi, vừa đi vừa nhặt ở trên biển vừa đi vừa nhặt được. Vâng, thế được rồi, thế này em về. Em biết ngay hôm nay anh on kiểu gì, cũng farm cái đấy, đâm ra em chẳng farm cái đấy, em để cho anh farm. Ừ, úi dồi khiếp, đấy, đúng là... Vợ mới hiểu chồng, chỉ em hiểu anh. Đấy là nghề của em. À, thế sáng nay mua pub rồi à? Ai? Anh... Em á? Ừ. Em mua lâu rồi nhưng mà em ít khi chơi ý. Không sao? Em thấy nó cứ nặng 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 ấy. Ờ, máy em cấu hình như là... nào? Tức là lúc nó đi ý, lúc nó đi nó cứ nặng ấy anh. Đi nó nặng, nó giật á? Không, không phải giật, nó không giật nhưng mà ý là em chơi các cái trò khác nó đi, ví dụ như trò này đi nhanh, cái trò này cứ thấy đi chậm. Em phải giữ ship thì nó mới chạy chứ. Đúng rồi, nhưng mà nó vẫn cứ thấy nó cứ nặng nặng à, nào ấy. Anh biết thế à? Con gái thì bao giờ thích nhanh. Ừ, rồi, ok. Cứ phải nhanh, mạnh, nhanh. Ừ, rồi. Kia chậm. Mạnh, nhanh. Ừ, không được. Lâu. Ừ. Đấy, cho nên là... sự khác biệt giữa tâm sinh lý của nam nữ là chỗ đấy đấy anh em ạ. Đấy. Ngay cả trong game nó cũng thể hiện luôn như vậy là... Ông Ngọc Hiếu đã vào rồi đấy. Anh biết rồi, đấy, nãy anh vừa bảo anh đi đâu server đéo nào cũng thấy nó mò theo. Khổ. Nhưng mà hình như là bật bật mốt nghiêm túc hay sao, suốt từ nãy giờ gõ gõ cái gì. Trời nghiêm túc đi. Ôi giời khiếp. Bravo. Anh bảo là vâng ạ, anh bảo vâng sao ạ. Sao lại có cái nhà để ông đéo nào ở đây bị phá còn mỗi cái tủ với cái tường này, nhìn trông mẹ chán vãi. Giờ anh cầm theo một đống anh cầm theo một đống đồ đi để mình phân rã rồi. Cầm theo một đống 67 mỡ, 67 low grade fuel. Lại một đống cái hai okay, cái công trình cất ở trong nhà nhá để về sau này mình đi xuống hầm. Ok ok, thế thoải mái. Anh có đèn pin chưa? Anh chưa. Đã làm phải làm cái tủ đã nhở? Thế làm cái tủ cấp 1 hay làm đèn pin đã? Vâng. Đây để anh mình có đủ scrap mà, để làm luôn cái tủ cấp 1 luôn. Vâng. Ơ thì cuối cùng anh vẫn up cái video hôm qua lên à? Ừ, anh nghĩ mà bây giờ cái vâng. Clip anh nói thật với em nó cũng làm cái sự minh chứng cái tình cảm giữa anh và em. Bây giờ mà không up lên thì buồn lắm. Nên là anh up lên để thỉnh thoảng tối anh cô đơn anh vào anh bật lên nghe giọng em. Thì có đáng yêu hơn. Cười. Ui, ai đặt bẫy ở đây này, cẩn thận. Tối đi qua chết. Hôm nay anh thấy mic của em có giật không ạ? Không, mic hôm nay trong trẻo lắm. Không giật gì. Mẹ em hôm qua bảo sao mày lại quen cái thằng đấy gì? Mày quay ngay việc giao du với cái thằng đấy đi đúng không? Ý là kiểu như là tại sao kiểu sao lại quen, kiểu chả liên quan lại sao lại quen ấy kiểu thế. Chứ thế không phải là ấy, mẹ em không đánh giá đâu. Thế xong em bảo sao? Em bảo là có duyên. Con yêu anh ý. Mẹ em đúng là tuổi thì có tuổi rồi nhưng mà rất là trẻ trung, anh nghe là anh biết là rất là trẻ trung. Bố mẹ anh khó tính lắm, anh nói cho em biết. Đó. Đó. Khó tính cực, về sau này về làm dâu em cẩn thận đấy. Ôi trời, chết rồi. À metan frat mình. Bây giờ anh còn coi như là anh hiền đi nhiều đấy. Ngày xưa chắc một tháng trước anh ăn cơm ở nhà được khoảng tầm 2 lần. Còn lại chả giờ anh ở nhà. Đó.
Anh không thích ăn cơm à? Bây giờ già rồi nên là bây giờ về nhà ăn cơm với bố mẹ. Anh không thích ăn cơm à? Hả? Anh không thích ăn cơm à? Có chứ, cơm nhưng mà ăn ở chỗ khác. Ờ. À làm luôn cái BBQ nhỉ? À, làm luôn cái BBQ vâng. Luôn. À này, sao hôm nọ anh thức khuya đấy hả? Hả? Sao hôm nọ anh thức khuya đấy? Anh nhớ em. Bye. Anh nói thật là anh nằm, anh ngủ với cả vợ, à quên, anh ngủ với cả coi như là anh ngủ, thế là coi như là anh ngủ từ sớm mà anh hay thức khuya, thế là anh bị cái bệnh nó gọi là hay dậy sớm không ngủ được. Đấy, mà dậy sớm không ngủ được anh lại vào anh bật máy lên, anh vào anh chơi. Đấy. Thúy tự nhiên im ắng đi, chắc là đang sợ bị đánh ghen. Không sợ, không không, anh chưa có vợ đâu, không phải sợ nhá. Thúy chắc đang sốc, nằm rồi, không thể nói câu gì đờ người ra. Chết, khổ đấy. Sốc quá. Thúy ơi, khổ không có vấn đề gì. Đâu rồi, làm gì mà chắc đang khóc. Alo, alo, alo. Em vừa có điện thoại. Đấy, người yêu gọi rồi. Nhanh gì, lắm. Gì, em nói lại đi, cái gì, anh đang ngủ làm sao? Không, anh ngủ thì anh hay có kiểu anh hay dậy sớm, anh dậy sớm là anh không ngủ được nữa. Cho nên là anh phải đi anh chơi game một lúc cho đến nó đến cái tầm, đến cái tầm khoảng tầm 5 rưỡi 6 giờ ra, và lúc đấy anh bắt đầu mới hơi hơi buồn ngủ, anh vào anh ngủ tiếp. Này đây đèn pin này em này. Wow. Đằng sau ấy. Sao vừa nãy anh bảo cái gì mà ngồi khóc cái gì ấy? Hả? Không, anh có bảo gì đâu? Anh bảo gì đâu? Em nghe, em nghe đâu ấy chứ. Khóc gì? À rồi, à xong tủ, xong đèn pin rồi, mình còn 439. À cái xoay luôn tủ cấp 2 luôn nhỉ? Ừ. Tủ cấp 2. À, sao nó chưa hiện cái tủ cấp 2 ở đây nhỉ? Anh nhặt mấy cái này tí phân dã anh ạ. Ờ đúng rồi, nó. Tủ cấp 2 đâu em nhỉ? Lạ nhỉ, sao nó không hiện trong này nhỉ? Hay là mình phải xây cái gì nó mới lên được tủ cấp 2? Ơ, không hiện lên à? Không. À, hay là phải học không? Không phải, cần gì phải học, tủ cấp 2 không phải học. Tủ cấp 2 không hiện lên à? Tủ cấp 2 sao nó không hiện lên nhỉ anh em nhỉ? Tủ cấp 3 mới gọi là khó. Tủ cấp 3 thì 1000 scrap đúng không? Hay là 1000 scrap thì phải tủ cấp 2, anh nhớ là khoảng 250 scrap. Tại sao nó không hiện đây nhỉ? Bấm chữ work. À đây hiện rồi. Rồi. 500 scrap mà mình có 439 rồi nên đi farm thêm một tí nữa thôi là ok, hoặc là mình đi phân dã luôn được. Trên đường đi phân dã thì mình anh có bao nhiêu? Anh có bao nhiêu? Đang có 439 rồi em. 439 scrap rồi. Ờ đây có 42. Vẫn không đủ nhỉ? Ừ, vẫn chưa đủ. Đây 42 em vừa nhặt được. Đây nhặt đi. Anh ơi. Đâu? Đây ở dưới. Ồ ngon. Thôi cứ cho vào đây. Cất ở nhà. Rồi đi. High quality mình có chưa nhỉ em nhỉ? Có một ít thôi ạ. Ờ, cũng, ê, chỉ, cũng chỉ cần có vài chục thôi mà là làm được rồi. Mới có 44 anh ạ. Ờ, thế thì thôi, đi chắc phải đi đập đá thêm mà. Vâng, đập sắt. Rồi, ok, anh mang theo, à rồi, ok, có đèn pin, có ấy rồi. Đi, nào. Đi thôi. Hai vợ chồng tôi lại, hôm nay chơi nghiêm túc nên hai vợ chồng sẽ đi. Đây rồi, có cái này rồi, từ từ. Để anh xem có cái chỗ phân rã nó là ở cái chỗ nào. Anh làm em liên tưởng đến trò audition ngày xưa, kiểu OXBX ấy, kiểu ảo ảo ấy. Rồi.
Hồi đấy anh nói thật với em là anh đéo chơi được cái trò vậy, nó rất khó. Anh tay chân chậm, nhảy cũng định lên audition để đi tán gái đấy, nhưng mà có tán được con nào đâu, nhảy ngu như chó ấy, tán đéo. Cái gì đây? Cái gì đấy? Cái gì đây? Sao đây? Không, không cho đồ nữa, khổ quá. Tại sao em lại đi ăn xin là như thế nào hả, hả Thúy? Chồng đứng đây mà em lại lấy đồ của dai cho là như thế nào? Em có lấy gì đâu. Ừ, đúng rồi nhá. Ừ. Hôm hiện tại Yến nhá, và các bạn nhá, Yến và các bạn trẻ. Hôm nay vợ chồng anh chơi nghiêm túc, em nghe chưa? À, Thúy ơi, em biết Facebook của Yến chưa? Chưa. Ôi, Ngọc Ngân. Sao anh biết? Hôm nay anh, hôm trước anh lên group, cái hôm mà nick của anh còn chưa bị khóa ấy, là anh vào group fan club, là anh thấy có một bạn, bạn ấy post lên, ui vào fame xinh lắm, 16, 17 tuổi xinh, non tơ, à quên, quên, non, non, non nớt, non nớt, non nớt, nhá, anh nhầm, non nớt. Giá mà anh trẻ lại tầm chục tuổi nữa thì anh cũng cưa Ngân đấy, nhưng mà thôi bây giờ mình già rồi. Thôi. Sao tưởng tên là Yến mà. À quên, Yến, ừ Yến, Yến, Yến. Giả vờ Yến thôi, thực ra tên là Ngân đấy. Tên giả vờ là Yến thôi, tên thực là tên là Ngân. Không phải Yến, không phải Yến đâu. Giả vờ đấy. Em tên là Yến chứ đâu. Không Ngân đâu. À, mình phải tìm một cái phân rã ở cái chỗ Mining Airport đúng không em nhỉ? Vâng, nó có nhiều chỗ. Mining Airport thì mình phải đi xa lắm đấy. Mình phải đi tít tận lên cái phía... Mình phải đi tít tận một gần như là một nửa vòng trái đất đấy. Nhiều chỗ phân rã mà. Anh tưởng là chỗ phân rã nó phải là cái Mining Airport chứ. Nếu không thì mình phải vào trong airfield thì mới có chứ. Ờ, các cái chỗ, các cái địa điểm kia nó cũng có nữa. Vâng. Lonsai có à? À, Lonsai có, ok, thế thì mình đi ở biển một chập xong rồi mình đi vào Lonsai là mình đến thẳng Lonsai luôn. Từ đây đi bộ Lonsai cũng được mà. Đây mình cũng vừa đi vừa nhặt đồ trên biển anh ạ. Nhưng mà từ đây đi đến Lonsai thì đi thẳng được mà, đi bộ được mà, gần ngay tí. Sao có vứt hạt giống ra này? Trồng đi. À, Ngọc Yến, đúng rồi, anh nhầm. Phay của Yến là Ngọc Yến chứ phải Ngọc Ngân, anh nhầm. Ngọc Yến đúng rồi, Ngọc Yến. Ngọc Yến à? Ừ, Ngọc xinh Yến. Lắm à? Ngọc Yến, ừ xinh lắm. Ngọc Yến chứ phải là Ngọc đấy, Hoàn nhá. Không phải tên em. Không phải tên đùa em. Quá đáng vãi chưởng, không phải tên của em đâu. Không phải em à? Thế sao anh thấy có một bạn post lên mà bạn bảo là đấy là phay của em. Thế là anh cũng nhảy vào anh xem. Thế không phải là em à? Thế phay em là cái gì? Thế anh tuổi gì mà anh đòi nhở? Ôi vãi. Ôi ôi. Ôi ôi khiếp, Yến kiêu thế em ơi. Này thì anh nói thật với em là ai dứa nào nó cưa được em. Anh nói thật. Xin cái face cho phần này thì Yến. Yến có bao nhiêu vợ rồi không thích à? Anh ấy cái em gái cơ, anh chưa có em gái. Thế cũng được không? Có được không? Không. Em gái thôi mà. Thơm má thôi, không làm gì khác. Ôi dồi ôi. Ông Steven, à chắc là Steven yêu Yến đúng không? Ôi dồi ôi, được rồi, thì hai bạn trẻ. Được rồi, tôi xin lỗi. Nhà em bị rết rồi anh ơi. Nhà em bị rết kệ mẹ em chứ, sang nhà Yến mà ở. Cho em ở cùng anh đi. Thôi đi, 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 Thủy ơi, kệ hai đôi trẻ cho chúng nó chim non với nhau, kệ nó đi. Đi bộ ấy. Đến airfield thì mình chạy bộ được mà, hay là như nào? Hay là mình cứ đi, hay là mình cứ đi một nửa vòng trái đất đi, sợ gì? Vâng, đi một nửa đến hẳn. Cứ đi vào Nhật đồ anh ạ. Vợ chồng mình đi thoải mái luôn, coi như là đi du lịch luôn đúng không? Vâng. Anh lái hay em lái? Hả? Anh lái hay em lái? Em thích lái không? Con gái thì thường là anh hay thấy con gái thường thích của lạ là hay thích được lái, hay thích ngồi trên. Nếu mà em thích thì anh cũng chiều. Nhưng anh thì anh không thích con gái ngồi trên lắm.
Yến ơi, em buồn cười nhỉ? Đây là chỗ của anh với chị nhá. Em gái đi xuống nhá rồi. Yến ngoan nhỉ? Ngoan thì anh mới muốn Yến làm em gái. Được rồi, mình sẽ đi một nửa vòng đến đến cái Mighty Outpost ở phía bắc kia nhá. Đó là cái chỗ F3 ấy. Em nhìn thấy cái chỗ F3 không? Đấy, mình sẽ đi tít tận đấy luôn. Ờ, ok. Anh đi rộng ra kia còn nhặt đồ rồi. Cái gì cơ? Em vừa nói cái gì cơ? Anh banh anh... rộng ra cái gì? Không, anh đi rộng cái map ra. À, rồi, anh phải tắt máy đi để nghe rõ rồi. Ok. Kênh anh, kênh văn hóa Thúy nhá. Phát ngôn cái câu gây hiểu lầm. Rồi, em có mang quốc theo không đấy? Có mang cái gì theo? Ở đây anh đưa cái này cho mà đập này. Đây. Anh đưa. Ôi cái chết. Đây. Đấy. Cầm cái đấy mà đập. Anh đã phải chữ sẵn cái đấy rồi. Đấy, đập cho sướng. Nhưng mà cái này vẫn phải đập hai phát. À được, được phát là được. Một phát là ăn ngay, em yên tâm. Lút luôn. À, đập cái đấy là lấy luôn cái dầu luôn. Lấy dầu đấy. Lái thuyền cẩn thận, không thuyền nó chạy mất đấy. Ok anh em ơi, quay bãi không kể cái chuyện này cho em Yến ạ, với cả anh em. Cái hôm mà anh sáng sớm anh dậy, anh đi anh farm ấy, anh đi biển ấy, anh cũng đi cái tàu như này, xong rồi mẹ lúc mà dừng lại thì không tắt máy, thế là nó bị rít mẹ ở cái chỗ đấy. Nhảy lên trên này nhặt, nhảy lên trên này nhặt xong mới thấy thuyền đi mẹ đâu rồi, khổ. Thế là lại bơi, coi như là bơi vào bờ để đi tìm cái thuyền khác. Mất mẹ thuyền kia, mất coi như là mấy trăm cái low red well, khổ. À, bây giờ em anh kinh nghiệm đây. Bây giờ anh kinh nghiệm. Anh cứ phải dừng thuyền cái là anh tắt máy ngay. Đúng rồi. À quên, Thúy á, Thúy anh nhầm. Em không cảm. Anh nhiều khi nó nhiều vợ quá. Không phải nhiều vợ. Yến phải vợ anh đâu. Trò nào thì anh không nói, chứ riêng trò này chỉ có mình em là vợ anh nhá. Yên tâm. Trời ơi. Nhầm. Nhiều khi nói Thúy với Yến lại cùng là cái dấu sắc. Dễ bị nhầm cảm. Anh em chả bao che cho tôi thì thôi, chỉ vạch mặt nhau mà là nhanh được đấy. Ơ kìa sao tôi... Đấy thì dỗi rồi đấy. Nhảy thẳng xuống khỏi thuyền đây này. Đéo có vợ chồng gì nữa, anh em thấy chưa? Anh em phải bao che cho tôi chứ, chỉ vạch mặt nhau là nhanh, bóc phốt nhanh lắm. Thúy có người yêu rồi anh ạ. Mặt buồn. Úi dồi. Thực ra tôi thật đấy anh em, tôi xinh như Thúy thế nào chẳng có người yêu. Quan trọng là Thúy có yêu không thôi, đúng không em? Người yêu Thúy thì thiếu gì. Đấy. Em bình thường thì xinh, em cứ khen. Ơ không xinh rồi sao được làm vợ anh. Em thử duyệt lại trong 13 người vợ của anh từ trước đến giờ khi anh chơi game, có ai không xinh không? Tiền béo là xinh nhất. Ông tiền béo nhìn mặt ông buồn cười, mặc dù em chưa bao giờ xem cái stream nào của anh có ông ý cả. Thế em thấy ông mọi người nhắc nhiều ấy, buồn cười. Thằng đấy á? Vâng, với cả nhìn cái mặt buồn cười nữa, với cả cái avatar ở Facebook ông ấy cũng buồn cười. Chung là ông... Chung là em...
Em rất thích những cái người mà kiểu như là làm cho em buồn cười. Thế à, ôi dồi, thế thì thôi, thế này thì em yêu anh là đúng rồi mà thế nào nữa. Không, thực ra thì Thúy nói rất là chuẩn. À, khi mà anh em cưa gái ấy, ở đây có các bạn gái hơi bóc phốt một tí. Anh em nào mà biết làm cho con gái cười thì nghĩa là cái chặng đường cưa của anh em nó rộng mở rất là nhiều. Nói thật với anh em luôn, hãy biết làm con gái cười nhá, là rất là dễ cưa được. Đấy. Nhưng mà làm con gái cười khác với lại coi như là làm trò cười cho con gái nhá. Nên là chúng ta phải phân biệt giữa hai cái yếu tố đấy. Làm gái cười và làm trò cười cho gái, đó là hai vấn đề rất khác nhau. Làm trò cười cho gái là lại đéo được. Tự nhiên. Đấy, cho nên là không chỉ em đâu Thúy ạ, à, mà nói chung là tất cả các bạn gái đều như vậy mà. Con trai mà làm cho con gái vui và cười được thì anh em yên tâm. Đấy, các chị em đang coi như là comment chuẩn luôn kìa đấy. Tôi mà đã tư vấn cho anh em thì chỉ có chuẩn xác trở lên. Lão làng. Không, cái này nói thật với em là anh toàn đọc trong sách hết mà. Ôi. Em nghe giọng anh biết, anh biết rồi. Cái gì đấy, Tứ đang nói cái gì đấy? Lòng con gái kêu a nó mới yêu anh nhà này. Tứ này chết không? Người ta đang nói chuyện, người ta đang nói những cái câu chuyện văn hóa văn minh, Tứ lại đưa cái vấn đề tục xúc mất hết cả. Hôm qua Tứ hỏi em là thế người yêu bảo không biết chơi điện tử à, em bảo là không biết chơi điện tử. Đấy, nhưng mà cái khác giỏi thế. Rồi. Đấy. Chứng tỏ là Thúy có người yêu rồi, tại sao em giấu anh? Ông kêu cái khác giỏi. À ừ, bộ môn đấy giỏi là được rồi. Tức là ông nghĩ ngay ra bộ môn đấy luôn. Đấy, em xem. Đầu của ông chỉ thế thôi. Thúy người yêu. Tôi buồn. Thúy đã có coi như là vườn hồng đã có người vào rồi anh em ạ. Đấy. Tôi đã bảo mà, sinh như Thúy thì chưa có người yêu mới là lạ. Thôi, đừng cưới vội em nhá. Thôi có người yêu rồi thì đừng cưới vội. Chứ không lại cưới lại còn gửi thiệp mời cho anh ấy thì tôi đau lòng lắm. Anh người yêu em sinh năm bao nhiêu? Đang làm nghề nghiệp gì? Lớn rồi anh ạ. Lớn? Ừ thì đương nhiên là lớn chứ, chả lẽ là trẻ con à? Em có phải là máy bay đâu. Nghề nghiệp gì, làm nghề gì thôi vậy? Làm kiểu làm về bán turbo ấy anh. Anh có biết turbo tăng áp không? Cho ô tô ấy. À thế à, ui dồi ôi, thế này thì chắc là à, tiếp bán turbo tăng áp cho ô tô chắc là đi Lamborghini đúng không em? Không, đỡ mày nghĩ làm gì. Nghèo lắm. Ôi, có cái thuyền gì kìa em kìa. Sao lại có cái thuyền đéo đây mắc cạn đi kìa. Trên có cái gì không? Đâu, đâu. Đây này. Ủa thay đấy, em đã bao giờ thấy đâu. Vào thử cho em. Ờ. Anh mặt thử có lạnh không? Không, yên tâm. Có cái quần ở trong tủ hòm đây này. Yên tâm. Đi với em mặc quần làm gì. Mặc quần thì nó cũng bị độn lên thôi mà. Cứ đi đi. À, để gì à, thế à? Để cho thoải mái. Thế này mà chết anh, nãy giờ anh cứ nói như thế này, chẳng may nhỡ người yêu em mà xem được thì sao? À không bao giờ quan tâm, anh yên tâm đi. À thế à? Ừ, chết. Nhỡ may xem một cái thì chết. Đùa. À, tự nhiên hôm nay lại có cái tàu này hay nhở? Anh không ngờ là trong game lại có cái tàu như này đâu. Hay nhở? Thử vào xem có gì không? Titanic rồi. Titanic rồi. Rose nhau? Cả Leo. Từ từ. Lấy đà nhảy. Nhảy. Ok, sao không lấy được nhỉ? Chẳng có gì anh ạ. Không có gì à?
lên đây mà làm kiểu ảnh làm chứ còn kiểu check in đây anh ạ. À đây đây, từ từ xem vào này có cái cửa. Đây à rồi. Đây cửa đây rồi. Cửa này có mở được đâu? Ừ, đang bị lạnh, bị âm 20 độ. Ừ, lạnh ấy. Không, nhưng mà cái lạnh anh nói thật với em là cái lạnh này nó không thấm thía gì so với lại cái lạnh trong lòng anh khi mà nghe em có người yêu. Ôi trời ơi. Cái lạnh này nó chỉ làm cái gọi là tép riu thôi. Để vào trong cho em. Không mở được cửa anh ạ. Cái cửa này như cái này như làm mợ làm cảnh thôi. Thì chắc là vớ vẩn thôi, nó để cho vui thôi đúng không? Chắc em đoán thế, anh thử hỏi fan của anh xem. Cái này chắc là không mở được anh em ạ. Thôi. Scan à? Ờ. Anh em xem anh chơi Subnautica nhiều quá, bây giờ cái gì cũng scan khổ. Ôi cái game này càng ngày chơi anh càng thấy hay nhở. Mới đầu anh cứ tưởng là liên thiên. Ờ con này nó phát triển mấy năm liền mà. Hay nhở. Từ cái thời mà nó hồi đầu nó mới ra nó cũng chưa có nhiều nội dung như thế đâu. À, về sau càng ngày nó càng về sau càng ngày nó càng làm dần nó early access khoảng thời gian khá là dài đấy, cũng phải đến 2-3 năm. Ờ. Hay nhở. Chúng ta cứ để một thời gian dài nhiều nội dung của chơi mới hay nhỉ. Máy cắt laser, máy cắt laser. Ngọc Hiếu chết rồi à, Hiếu hôm nay ngoan quá chơi nghiêm túc không thấy chat, coi như là tô xích ở trên kênh, thành ra nhiều người lại còn hỏi là Hiếu chết rồi à, mới đau. Thúy chết rồi à, tự ưng Thúy ơi cái gì cơ? Hiếu, sủa. Hiếu mày rất là ngoan, rất tốt, rồi rất hoan nghênh Hiếu. Hiếu đáng yêu. À nó vừa chép một đống à? Nào ai để ý đâu, cứ tưởng là nãy giờ thấy mọi người đang hỏi Ngọc Hiếu đâu rồi. Lúc nãy bị ngã xuống nước thì ra nó bị lạnh. Chứ còn nếu mà không ngã xuống nước thì nó không bị lạnh đâu. Vâng, đúng rồi. Anh có bị ngã không? Có, lúc nãy bị tụt phát. Tụt phát à? Tụt phát đến tận đầu gối luôn. À. Anh em đang bảo là nãy giờ buồn quá không nói được gì. Đấy, sau khi mà nghe tin người yêu đã có chồng. Ơ chết rồi, đi vào cái chỗ này kẹt mẹ rồi. Đáng yêu vãi. Đấy em thấy đang đi ra đẩn đau. Đấy, thấy không? Bây giờ đến mức độ là không còn hơi sức đâu để mà đẩy Thuyền nữa, khổ. Thôi em vẫn yêu anh mà. Thế à? Thật không? Ừ, thật. Mê đấy, lắm. Thúy là thuộc coi như là Thúy là thuộc mẫu người là có thể yêu được nhiều người một lúc, nên là anh em yên tâm. Thôi, không sao em ạ. Người yêu em có thể dành coi như là cả tâm thất lẫn tâm nghĩ. Anh chỉ cần em dành cho anh cái cuống, cái tim thôi là được nhá. Không cần. Thôi, đây này được rồi. Anh thấy, chưa được, chắc là phải, được này được rồi đấy em ạ. Được rồi à. Ủa, lạnh quá rồi, trên là mất máu ạ. Đi nhanh. Chết rồi, em mất máu, sắp chết rồi anh ơi. Từ từ để em cất vào hòm. Bao nhiêu? 12 máu. Ôi, đây anh đưa cho cái băng này. Anh có, anh có 3 cái băng. Đây. Cho vào hòm. Cho vào hòm, ở đây anh vứt xuống luôn này. Vứt không nhặt được đâu. Cho vào hòm. Đây. Mày thế, nhanh, em còn 5 máu luôn. Rồi anh cho rồi đấy, lấy đi. Ôi, chết rồi. Đúng nhận rồi. Trời ơi, thôi em chết rồi. Anh nhặt xác. Anh nhặt xác em nhá. Thúy, anh cũng sắp chết, anh có 16 máu thôi. Đúng thế à? Cứ lên đây đi em. Ok. Em chết rồi mà. Chết rồi à? Rồi, khổ. Anh nhặt xác em đi. Anh sợ không kịp. Ủa, anh cũng chết à? Anh chết cũng rồi. Có mười mấy máu thôi mà. Ôi hai vợ chồng nằm giữa biển mẹ rồi. Thôi anh lại còn nhảy xuống nữa. Trời ơi. Không để anh coi chứ xong. Thôi xong rồi. Nhớ địa điểm đi, bật điện lên. Nhớ rồi, cái tấm băng này thì nhớ. Nhưng mà anh chỉ sợ nó có nổi trên mặt biển không. Có. Thế à? Thế tốt, thế thì lại đi lại. Về đi, tối rồi. Yến ơi.
Tí cuống quá. Hai vợ chồng gà. Ném. Khổ. Tưởng là vẫn còn anh vẫn còn sống. Không sao em ạ, mình lại đi ra đấy mình lấy, không có vấn đề gì, không phải là có vấn đề gì cả. anh lấy quần áo mặc đi em lạnh ấy. Đây đây đây, anh đang cầm rồi đây. Có được không? Có đủ đồ không hay để chế thêm? Được, thoải mái, anh thấy đây rồi. À đây, tôi cầm. Ơ, cái lót ở trong này đâu nhỉ? Cái lót anh dùng hết rồi à? Cờ lót, anh đang lấy ra để anh làm áo. Đúng rồi. À đâu, lấy lia thờ hay hơn chứ nhỉ? Lia thờ thì sẽ làm nhiều hơn. Em ơi, anh anh làm áo cho cả cái áo, em cái áo khoác luôn nhá. Áo khoác bên ngoài với cả cái áo da nhá. Mặc cái áo da cho nó ok. Đi ủng luôn. Ủng da luôn. Đấy. Đấy, ngon rồi. Này. Anh bỏ. Bỏ một cái áo đi, bỏ một cái áo ở trong đi, em có một cái áo trong rồi mà. Thôi anh build rồi, anh làm rồi, kệ. Không sao, không vấn đề gì. Đây. Nhìn anh hơi gầy đấy. Gầy lắm, giạc người đi. Anh em có công nhận không? Tại khi mà chúng ta vết thương ngoài da thì không sao, vết thương lòng nguy hiểm lắm. Chờ, từ từ lấy thức ăn đã. À, ra ngoài lấy thức ăn ăn đã nhỉ? Thức ăn đầy. Ra ngoài lấy thức ăn ăn đã. Thôi lần này đi phải mang nhiều thức ăn trong người anh ạ, mang nhiều bí ấy. Rồi lại quên mất mang bí đi. Những lúc như thế mà ăn một quả bí vào là. À từ từ anh làm đèn pin đã, anh làm đèn pin nữa chứ nhỉ? Quên. Đèn pin là phải có. Rồi, đèn pin hello, là phải có hello, phép. Hello. Thép với cả cái gì nhỉ? Quên mẹ mất. Đèn pin là phải có. À chỉ cần thép thôi rồi, hai cái, ngon luôn. Tại sao thế hả Thúy? Tại sao lừa dối sếp tôi? Thúy có lừa đâu. Anh em phải hiểu này, khi mà chúng ta gặp một người con gái xinh đẹp ý thì 99.99999999% là đã có người yêu rồi. Chỉ còn một cái phần trăm rất nhỏ, khoảng 0.00001% chưa có người yêu. Đấy là cái đối tượng vẫn còn ở trong nhà trẻ. Tức là anh em, chúng ta rất là bình thường thôi. Nói thật với em chứ anh đau lòng lần này là có khi là lần thứ N rồi. Anh đã từng đau lòng vì Pipi đã đi theo cái thằng nó có tên là cái đéo gì nhỉ? Huy. Huy. Em gái mưa của anh. À, Mai A cũng đã có người yêu, có đẹp dai. Đấy. Ai nữa nhỉ? Kể ra xem nữa. Bây giờ ai nữa? Không nhớ ai nữa nhỉ? Còn ai? Đau lòng còn không nhớ nữa. Mười mấy người anh đau lòng. Trái tim anh chắc là nó đã vết sẹo rồi. Ôi. Sẹo dày lắm rồi. Đấy, thấy không? À đây anh này, anh ném áo này, áo khoác này, áo trong này. Từ từ đang build nốt cái giày. À đúng rồi, Mai Linh đúng rồi, Linh Du Tô. Linh Du Tô bây giờ nó vào Đà Nẵng, nó coi như là ở với người yêu, nó còn mở cửa hàng, người nhà người yêu giàu đến mức độ là có mấy cái nhà liền. Đấy em, thấy không? Thế quả. Mai Linh đúng rồi. Hera cũng buồn, nhưng mà không sao. Đấy, còn ai nữa nhỉ? Ai, cô giáo Mai thì buồn gì, cô giáo Mai không buồn mà là cô giáo Mai là rát chứ không buồn. Đấy, cái tầm cô giáo Mai lúc đấy là rát rồi chứ không buồn nữa. Từ từ đã, anh ném cái đèn pin cho. Nhưng mà có người yêu thì có sao đâu, đã lấy chồng đâu mà lo. Có người yêu à, không thì cứ buồn sẵn đi chứ. Bây giờ buồn, bây giờ anh hỏi em nhá. Bây giờ em nhìn một cô gái hoặc là một chàng trai mà em yêu thương trong vòng tay của một con khác thì em có thấy nó có đau không? Đấy, anh chỉ cần nghĩ đến cái cảnh em với người yêu em có chữ tay trong tay, môi trong môi là anh đã có gì là buồn lắm rồi. Đấy, cho nên là à đây, đèn pin đây rồi, xong rồi, đây anh ném ra này. Ok, đi thôi anh ơi. Đi thôi, nào ông nào bắn cung đây, mẹ thất nhau nào gì.
nào bắn cung nhà tôi đây. À, mình chưa có mỡ động vật thì đi nào được em, phải đi săn đã. Ù nhờ. Thì mới có mỡ động vật, nếu không thì bây giờ phải đi đập. Phải đi ra đường để đi đập cái ấy. Đen quá nhở. Ừ cái gì này? Trang á, Trang Dora, Trang bây giờ có người yêu rồi à? Ôi giời, một khoảng thời gian không chơi cùng thế mà bây giờ ai cũng có người yêu rồi, có chết tôi không? Trang Dora bắn tiêu burger á. Ờ. Ngày xưa anh chơi cùng chưa có người yêu, bây giờ lại có rồi à? Này. Nhanh thật đấy. Vèo cái thôi là thôi các bạn bỏ mình với chồng hết. Megu thì làm gì có. À Megu có người yêu rồi à? Ôi vãi. Có người yêu rồi mà cứ để cho người yêu, cứ để cho coi như là ngồi livestream đến tận mấy tiếng một ngày thế cơ á. Mình ra đường mình nhặt cũng được đấy em ạ. À nhưng mà không có cái gì để đập. Phải đi làm cái để đập thùng thì mới được. Chơi trò này công nhận nó cứ loanh quanh anh nhở. Mình cứ đang định làm gì xong mình lại quên. Ờ. Ơ à, sao cửa nhà lại không mở được nữa nhỉ? Đây không phải nhà mình. À thế à? Đây không phải nhà mình không? À đây nhà mình đây. À, đây. Nhà kia sao giống ấy nhở? Nhìn tao tao chết. Nhà hai người cứ cắm mặt. Ơ kìa, gì này? Thanh niên này định vào để vớ vẩn đấy. Đi ra ngay. Đi ra ngay. Thằng này chuyên môn có trò, có như là mò vào nhà xong bắt đầu vậy. Xong vớ va vẩn đấy. Đi ra ngay. Đi ra. Ông 100% mới tốt này. Đi ra ngay. Tấn Thanh ơi, em cho là một phát cung cho anh cái. Đấy, đi ra ngay. Rồi. Ok. Để từ anh xem mà bây giờ mình làm được cái cuốc chưa nhở? Chưa. À cái cuốc phải học đúng không? Không, cái anh để xem cái tool. Ờ thế này phải làm cái stone, phải làm cái ấy rồi. Wood với cả stone. Thôi đi làm nhiều một cái một tí cũng được, không vấn đề gì. À đây, vào trong này vẫn còn một cái chùy, may quá. Ờ đúng rồi. Nhưng mà chùy này gần hỏng rồi, vẫn phải làm thêm ấy. Anh lấy gỗ với cả đá để làm như ấy đã. Thì thoảng lúc buổi sáng em ngồi rảnh em ngồi chơi, em cứ hay kiểu stream linh tinh ở trên Facebook ấy. Thế à? Sau rồi kiểu nói linh tinh ấy, stream vớ vẩn thôi, không phải chuyên nghiệp. Thì sao? Không phải làm cái nghề đấy đâu. Ừ thì làm sao? Thế là mấy đứa nó xem xong nó bảo sao chị stream một mình, sao chị nói chuyện khác ấy, lúc chị gặp anh Dũng chị nói chuyện hiền đấy. À thế à? Ủa ôi đấy, chứng tỏ là Thúy với người yêu thì Thúy mới nhẹ nhàng, nhưng còn đối với lại người dưng thì anh em cứ cẩn thận. Hay mà anh thấy bảo bây giờ là có xu hướng livestream trên Facebook, bởi vì là như là kiếm được tiền hay sao, nhiều bạn chạy, nhiều bạn coi như livestream trên Face lắm. Em cầm cái đấy đi. Ừ. Em chả để ý. Nhiều bạn livestream trên Face lắm. Em thấy bảo đỡ là... đỡ tự kỷ thôi. Làm cái việc của anh vất vả lắm. Ừ, anh bảo rồi, hôm qua anh chơi PUBG anh có hai bạn. Có hai bạn, bạn ý chơi cùng, bạn ý tâm sự là bạn ý đi làm 2 năm mới dành dụng được tiền để làm cái bộ máy để chơi game, xong rồi bây giờ là hàng ngày chỉ có coi như là ngủ dậy xong là đi là livestream chứ. Tội nghiệp. Nghe bấp bênh lắm. Anh phải bảo luôn là cái nghề này nó rất là bấp bênh. Tội nghiệp. Cố gắng là có cái một cái công việc gì đấy, nó công việc chính, cái công việc stream nó công việc phụ thôi. Còn sau này thì dụ nhà mình có thể thành công trong cái công việc stream rồi thì anh em có thể chuyển sang anh em làm stream cũng được. Chứ còn ban đầu mà chúng ta coi như mạo hiểm tất cả để mà đi làm streamer thì nó thật là rất mạo hiểm. Đúng rồi, phải cứ tưởng sướng đâu. Bây giờ bảo em mà ngày nào cũng lên đúng giờ như anh để chơi đến chị. Anh nói cho em biết và các anh em đấy biết chứ, bây giờ là anh cũng 2 năm rồi, thành ra là anh quen rồi, nó không còn mệt nữa chứ. Cái hồi đầu ấy, ủa ôi, đến giờ livestream biết là mình phải lên livestream mệt lắm. Cái tầm nhiều khi muốn ngủ, nhiều khi muốn nghỉ, nhiều khi muốn xem một bộ phim hoặc là
không được ấy, nhưng mà bây giờ quen rồi. Bây giờ thì cũng nói chung là cũng lâu rồi, bây giờ cũng quen rồi. Không những mệt mà bây giờ mình còn nhiều việc khác ấy, kiểu mình phải sắp xếp ấy. À đây, anh đưa cho em cái chùy này. Cầm cái chùy ở dưới đây. Đây, mình cứ đi dọc cái đường ấy thôi, mình kiếm. Ơ đây sao này. Nên là thường anh livestream là anh thường livestream khoảng một tuần là anh phải nghỉ một buổi. Hoặc là nếu mà không nghỉ một buổi, hôm nào mà tuần nào mệt hơn thì anh em để ý là tôi thường là tôi khoảng tầm 4 ngày livestream liên tục thì tôi sẽ nghỉ một buổi. Hoặc còn nếu mà không 4 ngày liên tục thì cũng sẽ có một buổi trong tuần để nghỉ, để chúng ta xả hơi. Đấy, chứ không có thì mệt lắm. Cũng phải nghỉ nữa chứ. Nói chung là anh làm cái này vất vả. Bình thường, bây giờ thì bình thường, nói chung là một phần là bởi vì anh thích chơi game, thành ra là anh thích chơi game, thành ra là nó cái mệt nó cũng ít đi, bởi vì là đúng rồi. Làm cái gì mà mình thích nữa thì kể cả nó có mệt hay chăng nữa thì nó cảm giác được cũng đỡ mệt hơn so với lại cái việc là đúng rồi. Nhưng mà chơi một mình ấy thì kiểu như là nó đỡ mệt hơn là stream ấy nhỉ? Kiểu thế. Ờ đúng rồi, chơi một mình thì đỡ mệt hơn nhiều chứ. Chơi một mình phải nói tương tác. Chơi một mình, nói thật, chơi một mình anh chơi 4-5 tiếng thoải mái, chả vấn đề. TTG Shop có cạc màn hình không? Bọn tôi không bán những cái đồ. À chết, anh đi ngược rồi em ạ. Đường này chứ. TTG Shop tôi không bán đồ phụ linh kiện máy tính. Những cái đấy thì anh em cứ ra những cái shop lớn ấy, những cái bọn shop lớn ở Hà Nội hoặc là ở Hồ Chí Minh anh em mua. Bởi vì những cái đấy nó yêu cầu là phải là một cái shop rất là lớn, người ta đầu tư vào đến hàng vài chục tỷ chứ. Thậm chí vài chục tỷ, có khi là đến hàng trăm tỷ người ta mở. Người ta tính vào con số là triệu đô rồi, người ta không tính vào con số nhỏ đâu. Người ta mới kinh doanh những cái món đồ như thế. Một cái card màn hình, tôi nói đơn giản với anh em luôn, cái card màn hình bây giờ, card màn hình loại ngon phải hơn 20 triệu mà cái loại gọi như là tầm thường nó phải vài triệu thì chơi nào được. Ra đây, đây đập được. Vào đấy sợ nhiễu không? Không, không có. Anh vào đây không có vấn đề gì. Phóng xạ cái bộ mình cũng ngăn được 25% rồi. À. Nintendo Switch có, PS4 có. À, đến thời điểm hiện tại thì chưa dám khẳng định với anh em gọi là 100%, nhưng mà 99.999%. Anh ơi, sao em? Có cái Blue Green này, anh học cái này, cái này hay này. Ờ, cái này nó là cái máy để làm cái gì đấy? Nung nó sao? Nung. Nó nung cái gì đấy? Ờ, anh thấy rất nhiều bạn hay xây cái này nhưng mà anh chả biết là để nung cái gì. Ờ, đá, à cái gì nhỉ? Nung, tự dưng quên mất. Có găng tay này, nhưng đá hay sao cái gì ấy nhỉ? Gọi là cái gì quên mất rồi. Chuột bàn phím không? Nói chung là chuột bàn phím thì đấy, như tôi đã nói với anh em rồi đấy, từ cái buổi lần trước livestream đấy, là cái nguồn hàng nó không có cái nguồn hàng đảm bảo chất lượng tốt cho anh em là tôi không làm cái đấy. Anh ơi, phải cái thùng mà nó có màu đỏ lừ cơ. Đúng rồi, thùng màu đỏ. Nhưng mà cái đấy thì mình phải đi đoạn đường, anh đang đi đến cái đoạn đường cái ở trên này mà. Vâng. Mình đi đến cái đoạn, cẩn thận chỗ này có thằng người máy đấy. Có khi nào mà mình xong có xăng thì mình đi ra xác hết rồi. Yên tâm, không vấn đề gì đâu. Hết thì mình làm lại, có vấn đề gì đâu em. À, anh lấy được cái rìu sắt hay quá. Thật. Có bán bát chuột không anh? Bát chuột thì không, bát chuột hiện tại thì chưa. Thằng máy cứ đừng bắn nhá. Rồi, lấy được cả đao mẹ, đồ long đạo rồi, ngon rồi. Ôi. Cái gì đây? Vãi, thằng nào đến nước ngoài, Việt Nam đây em. Ô, cẩn thận anh, chạy đi, trốn đi. Osama Bin Laden anh ạ. Đặt tên là Osama Bin Laden. Thế thằng này Việt Nam rồi, Osama Bin Laden anh nghe quen lắm. Mẹ. Thằng bắn em chết rồi. Từ. Nó đi tìm anh hay sao? Đúng rồi.
Việt Nam rồi, chắc Việt Nam rồi. Đấy, đấy, đó là anh ấy. Đấy. Đấy, chắc chắn là Việt Nam mà nó mới nhìn thấy tôi. Soi stream bắn vãi đái. Nước ngoài à? Ôi dồi, thôi chạy, mai thằng này nó chỉ có cung thôi. Ừ. Đao chém sao được, nó bắn cung cũng chơi được. Mình chạy đến mình gần cái nó bắn chết mình ngay. Mình có cái quái gì đâu mà giết làm gì mà biết. Nó đang đuổi theo tôi đấy. Đúng rồi, Osama Bin Laden nghe quen lắm mà. Nó rình sẵn ở đây, rình sẵn bọn tôi ra đây nó bắn. Thằng mất dạy thật. Mình không mang theo vũ khí gì đi. Ừ, thằng này Việt Nam giả vờ nước ngoài, đúng rồi. Hôm trước là chơi, tôi nhớ là chơi ở cái server đéo gì trước là cũng có thằng này mà. Cũng cái thằng Osama Bin Laden này luôn. Nước ngoài nó không bao giờ đặt tên như thế đâu. Rồi. Thằng này là mới vào chơi thôi, là chỉ có mỗi cung thôi, nhìn là biết. Mới vào chơi là có vẻ là chỉ có mỗi cung, đéo có cái gì khác. Ở đây, mình làm cung được rồi. Bắn chết rồi đi. Có mỗi làm được mỗi ba cái tên. Khổ lắm. Giống như kiểu anh để ý con gái ấy mà chơi game ấy thường nó không đặt tên tên thật của nó đâu. Hầu như nó để tên tiếng Anh hoặc là tên thật của nó phải có chữ gì nữa. Chứ nó không bao giờ có kiểu như kiểu là dụ đọc tên nghe gì nó kêu kêu một tí thì không phải nó, không phải con gái đâu. Về thì phải làm cung thôi em ạ. Bọn này manh động. Làm vũ khí đi thôi. Anh chạy về rồi nhanh thế. Nó đuổi anh chạy nhanh lắm. Nhanh chết. Khổ đi kiếm có tí đồ mà khiếp. Ui vãi. Vãi. Nó đến đây mẹ rồi em ơi. Thằng khốn nạn. Nó chạy đến đây rồi. Thì nó biết làng Việt Nam mà. Cứu anh game ơi. Thằng nào là lấy đồ. À mấy thanh niên ở đang. À đây rồi. Nó đâu rồi? Nó lại bắn mình kìa. Thôi vào nhà đi anh ạ. Ui vãi. Đệt. Thằng Ngọc Hiếu đâm cầm đá đập chết anh rồi. Hiếu bị hiểu khổ. Nó giết em nốt rồi. Đúng rồi, thằng Ngọc Hiếu với cả thằng kia là cùng một team. Khổ hiểu chứ. Đúng rồi. Kệ nó đi. Trẻ trâu nó lại mò vào rồi anh em ạ. Không làm nào khác được. Tôi đã rất cố gắng. Xăng. Muốn làm thì phải có cờ lốt cơ. Từ. Đã mất mẹ quần áo rồi. Cờ lốt. Hết sạch cờ lốt rồi. Thằng điên nó đang đuổi theo em. Nó quyết sống mái một phen với em. Nó đang đuổi đây ở ngoài đường anh ạ. Súng không có đạn. Ở nhà có súng nhưng mà không có đạn. Đạn này cầm, là đạn khác. Nó cầm dao nó đuổi theo. Nó bảo em là nói yêu nó đi. Anh đã bảo với em rồi là anh đi cái server nào thằng Ngọc Hiếu nó cũng đi theo như kiểu cất DVD. Khổ không chịu được. Đâu thấy mò theo đâu hiểu. Ta chỉ yêu Dũng thôi nhá. Ta không yêu Hiếu đâu nhá. Căn bản là dạo này đang nghỉ hè với là các cháu đã được nghỉ hè thành ra là
Mành động lắm. Thôi em ơi, em ơi, em ơi. Thôi rồi, cầm dao đuổi theo làm gì? Khổ quá mất rồi. Giảm cân là em. Vô láo. Rồi chào em, đứng trên canh trước cửa nhà anh à? Ôi giời, đưa cái gì đấy? Ném cái gì bay mẹ mất rồi. Cứu em anh ơi, em đang ở ngay đây này. Em đang ở đâu? Nó lấy cái đao ở trên người của anh lúc nãy, nó mang lên đây nó dọa anh này. Thảo nào cứt đây, cứt. Nó chém em. Nó đâu anh? Cứt cũng biết cầm đao cơ à? Ông vô phang nhở? Khổ. Thanh niên đã sắp phạt nhau. Làm gì bắn nhau kinh thế? Đây anh đang và anh lấy lại đồ rồi lấy đấy của mình lúc nãy đây. Nó bắn nó cả bọn em đấy. Sao anh ra cứu em nhé? Đây anh đang ra đây. Rồi anh lấy cái đèn pin của anh. Anh cứ nhập đi, anh cứ nhập đi. Đâu em? Đâu em? Ờ ờ. À đây đây em sống rồi, em sống rồi. Ơ? Đây rồi em, đây rồi. Từ 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 để anh lấy cái. Đây anh, đây đây. Rồi ok, thank you em, thank you em. Muốn farm ít scrap mà hơi khó đấy. Trẻ trâu bắt đầu lên rồi. Thôi bây giờ mình đi kiếm được ít đi kiếm ít mỡ động vật rồi đi săn đi. Bây giờ cái server này nhiều thú mà. Đi săn thì hay hơn. À vâng vâng, cũng được. Xong mình đi đường biển. Ăn đo đi em ạ. Ok ok, đi săn đi anh ạ, anh bắn hay. Anh bắn hay. Thế anh bắn hay mà sao mọi người chê nhở? Anh bắn một phát là có luôn đúng không? Dính ngay đúng không? Anh giống Tứ phết. Anh với Tứ đều đàn ông cả. Giống nhau là đúng. Rồi ok. Đi săn thú cho em, anh có đao đây rồi. Mình đây mình chém lợn, chém gà. Được okay, không vấn okay. Đề gì. Xuất khẩu lao động Nhật đó, xuất khẩu lao động tốt mà. Ô, thật. Lao động quá tốt luôn, nó là một trong những cái cách để chúng ta được cải thiện được cuộc sống. Ừ. Và chúng ta có một cái nguồn vốn ban đầu rất là tốt. Nên là nếu mà anh em nào mà có ý định mà đi xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động là anh em nên đi. Tất nhiên là sẽ vất vả. Bên Nhật thì nói chung vất vả nhưng mà nó đáng. Anh em đi sau khoảng tầm một vài năm thôi là mình về nước là mình sẽ có một cái nguồn vốn. Cái số vốn nói chung là khá là tốt để... Ông kia lại còn ra KS mỡ nữa, đâu. Mệt quá. Khổ. Rồi ok em, thôi để anh tự đi săn nhá. Ở trên YouTube thì anh có một cái trang có một cái bạn đi xuất khẩu lao động, bạn ý làm vlog cuộc sống Nhật à? Vâng, Lena cuộc sống Nhật đấy. Anh chắc anh có xem một vài cái. Vâng, xem cũng hay mà em hay xem. Nói chung là đi xuất khẩu là rất là tốt, một trọng cách. Tại sao nhiều người cứ hay bảo đi xuất khẩu lao động thì nó bị kỳ thị này nọ ABC. Tôi nghĩ là không vấn đề gì đâu. Ủa rồi lười không muốn đi, tự bạch thế, tự biện bạch thế. Hồi đầu cái chỗ này anh nhớ là nhiều ngựa với cả mẹ lợn với lại sói lắm ấy. Bây giờ đông người ở quá không có một con nào luôn. Muốn đi farm scrap thì phải lấy mỡ thú đã thì mới lên thuyền đi được. Anh em hiểu vấn đề chưa? Bọn tôi đang đi giết thú để làm tí mỡ để đi đây, khổ. Hồi nãy định nhặt hòm nhưng mà không có ga. Không rồi, lúc nãy đi nhặt nhưng mà không có ga ở đường này thì đéo cụt rồi em ạ. Này thì đéo có thú trước gì. Anh có khi anh cứ đi săn đi, sao em đi bơi. Em đi bơi rồi em nhặt thử ít xăng có được không? Thực ra đó. Nhặt xăng ở đây nó cũng cũng được nhưng mà nó hơi ít đấy. Vâng. Nhật kỳ thị người Việt, chúng ta phải làm như nào thì họ mới kỳ thị chứ. Chúng ta sang, chúng ta hay coi như là
tích cực cầm nhầm các thứ, nhưng mà tôi nghĩ là chắc là cũng một số nhỏ thôi đúng không em? Ừ, bọn Nhật nó sang đây nó kiếm ăn là mầm nó kỳ thị cái gì đấy. Thúy đi nước ngoài nhiều Thúy biết kìa, Nhật kỳ thị đâu. Anh Dũng ơi, anh yêu em kìa. Gì thế? Ngọc Hiếu gọi anh kìa. Thằng này nó lại nói lại hơi mà. Ôi tôi chết rồi anh ơi, anh đang ở đâu ấy? Ừ. Anh đang đi săn lợn ở trên núi, đang gặp con lợn. À, ngu thật, vừa mới đi ra bơi ra nghỉ quên mất cái vứt mất cái viên đá rồi. À đây. Yên tâm, anh săn tí là có rồi mà, em chả cần phải đi ấy đâu. Hỗ trợ tí cho vui. Cái rồi khiếp. Mẹ vợ chắc đang chúc con rể sao khiếp. Đang chúc cháu em sinh nhật cháu em hôm nay. À thế à, hôm nay sinh nhật cháu à? Thế mua quà cho cháu chưa? Rồi. Lúc nào chả sẵn. Nhà em đầy mỹ phẩm. Tặng cháu mỹ phẩm à? Khiếp. Thằng cháu em nó vẫn phải dùng hết, nó vẫn phải dùng. Tại vì cháu em mà thì em phải hướng nó dùng. À, cho đẹp dai đúng không? Cho da đẹp. Em trượt lớp 10. Kiểu mấy người xem của anh ấy xong cũng vào hỏi em cách trị mụn da thế các thứ. Ừ đấy. Anh nói với em biết là rất ít người am hiểu về cái đấy. Bây giờ ở Việt Nam thượng vàng hạ cám. Anh nói thật với em luôn, chát lên mặt xong rồi hỏng hết da. Không biết thế nào được. Bây giờ anh nói thật với em, cho anh ra cửa hàng mỹ phẩm, anh nói thật với em luôn, biết cái loại nào với loại nào. Đúng rồi. Xem ở trên TV thì toàn Biore với lại cái mẹ gì thì mấy cái đấy thì ăn thua gì nhỉ? Không phải, tại vì Biore ở bên Nhật nó tốt ấy, nhưng mà về Việt Nam nó phải chỉnh giá cả ấy, đâm ra là cái thành phần nó khác nên nó không tốt. Chứ hàng nội địa Nhật thì tốt lắm. Yeah. Có cái búa hay cái gì không cho em? Một cái, nhưng mà cái búa anh để anh chặt thịt để anh lấy được mỡ, có một cái để giết thú. Ừ. Ok. Em cứ về nhà chế chờ sẵn đi, về nhà chế về nhà làm đèn pin đi em. Wow. Đây là làm sẵn đèn pin với lại làm cái gì đấy để tí nữa mình đi mình ấy một thể. Anh săn okay. Thêm vài ba con nữa là về nhà mình xong rồi. Khổ cứ đi rời anh ra một tí là nhớ đúng không? Phải đi theo. Thôi em đừng ngọt nhạt với anh nữa đi. Em có người yêu thì em đừng ngọt nhạt với anh. Em càng nói thì anh càng buồn thôi. Không nghĩa là anh vui đâu. Thế anh hỏi thật, thế bao giờ thì định lên xe bông em? Anh hỏi hơi anh hỏi hơi vô duyên. Chưa có ý định gì anh ạ. Thế á? Ôi vãi. Vâng. Dần đi chứ em, yêu nhau bao lâu rồi mà. Thôi tính tiếc gì kệ. Lập gia đình đi em ạ, anh nói thật với em. Con gái lập gia đình cho nó, mọi việc cho nó xuân yên ả em ạ. Đấy về là nội trợ thôi. Anh là anh, quan điểm của anh là lấy vợ có thể đi làm được, làm cho vui. Còn lại chăm lo vào cái vấn đề nội trợ. Anh ơi, em nhìn thấy bọn nó hình như đang chạy ra nhà mình, ride nhà hay sao, một lũ mặc đồ ghê cực. Thế à? Đang chạy về hướng nhà mình. Ôi trời ơi, mẹ khốn nạn. Yên tâm, nhà mình thế thì em về em nâng nhà đi. Về tranh thủ nâng nhà. Chả biết em có kịp chạy về không, tại vì em nhìn nó đang đi nhà mình, nó em đang đứng sau. Em về cảnh báo các anh em Nam, cảnh báo các anh em Việt Nam, bọn nó đang sang rát về nhà thủ đi anh em. Đây đang nhắn với cả các anh em Việt Nam. Sắp nãy giờ chạy thì đéo thấy có cái con thú nào nhỉ? Ủa ôi. Việt Nam à? May quá gặp người Việt Nam rồi.
À, các anh em Việt Nam ăn mặc cũng xịn lắm. À, hóa ra là Việt Nam à? Ui, giỏi rồi. Quá. Thần đi hồn đi nát, thần tính quá. Sợ quá. Đấy, cứ nó đi, nó đi giết đấy. Tôi kéo cả lũ. Ui, giỏi ơi. Hiếu cất đã lên tiếng. À, hóa ra thế. Ôi. Hóa ra là anh em kéo sang để... Viết Ngọc Hiếu 1981276. Nó đi dọn dẹp vệ sinh thôi Hiếu ạ. Nó đi dọn dẹp vệ sinh thôi Hiếu ạ. Ủa em lại cứ tưởng bọn nó chuẩn bị sang Rai nhà. Chứng tỏ các anh em Việt Nam đây đông phết chứ. Em thấy cả một mày này. Rồi, còn rồi. Ủa có thằng chết giữa nhà. À, Ngọc Hiếu đã bị bắn chết. Căn tội là chuyên gia chửi à, chửi anh. Hello, anh em nào đây? Ủa ôi khiếp, thấy chạy đến tư thế kinh lắm. Ôi, mẹ, ôi. Thằng nước ngoài nó đập chết anh rồi em ạ. Ôi, có thằng sắc my ass đéo gì. Ôi, thật á? Ờ, nó cầm kiếm nó chém chết anh rồi. Khổ vế lờ. Nhìn thấy cái cảnh mẹ nó chạy đến tay trong tay lăm lăm con dao. Nhưng mà mấy anh em mày vẫn cứ loanh quanh ở đây, đi ra bắn nó đi. Nhìn lúc nãy thấy Thúy bảo là Việt Nam ăn mặc trông xịn lắm, mình nhìn thằng đấy lại cứ tưởng là mẹ cứ nhìn lại cứ tưởng nó là gì, khổ mất hết mẹ mỡ rồi. Ăn sô cô la đi này. Ăn sô cô la đi này anh ơi. À đâu? Ăn sau à? Ờ, đéo sao ở đấy mà cũng bị. Ở đấy mà cũng bị nhảy vào chém kinh vãi. Cầm thấy cầm kiếm chạy lăm 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 đến mình đã thấy vậy. Nghi nghi. Thì okay, đây đang nghiêm túc đây chạy. Không làm gì được. Ra cái là hết bị Việt Nam lại đến bị nước ngoài nó bắn thì làm được cái gì anh em, khổ. Anh làm cái cung đi, anh làm cái cung đi. Không nhưng mà như thế mới là game này nó thế mới là đúng anh ạ. Game này nó là như thế. Ừ đấy, game nó là như thế đấy anh em ạ, khổ. Mình nghiêm túc nhưng mà người khác không nghiêm túc thì giờ làm như nào được. Đây có cái cung này với cả tên 21 cái tên này anh này. À, thôi bây giờ lại phải đi săn thú thôi mà anh lại cầm anh lại đi săn thú. Anh đi săn đi. Vâng. À quên, bây giờ phải có cái để chặt thịt đã chứ. Ờ đúng rồi. Thông minh thế. Em đang khen thật, em đang khen đểu anh không à? Em khen thật. Thôi đâu ra khen chồng làm cái kia khen thông minh. Khen hơi đểu anh nhá. Không phải bây giờ anh làm gì thấy đúng hết. Rồi 21 cái. Ôi dồi ôi. Rồi đứa nào à, đây anh... là team coi như là team của Yến với lại khiếp toàn là nỏ vàng thôi. Khiếp nỏ An Dương Vương à. Rồi chào các bạn. Rồi chào anh. À đây. Các em ơi, thì chưa dọn vệ sinh xong vẫn để cục cứt ở sau nhà anh cái này. Khổ. Không, chơi nghiêm túc anh em ạ. Tôi đã bảo với anh em rồi, nghiêm túc 3-0. Không xin xỏ, không vớ vẩn, không chôn chủng. Uầy. À mẹ. Cục cứt kia rồi. Các em ơi, cục cứt các em ơi. Cục cứt. Em. Ai? Em à, em tưởng đang yếu. À em tưởng à? Ờ rồi, em. À Steven rồi, ok em. Tưởng, em tưởng. Tí thì bắn anh, chết anh, tưởng.
Ở nhà đã sắp cái gỗ rồi này, mình lấy gỗ vậy. Gỗ quan trọng phết. Thuyền thì nhiều lắm, thuyền thì cần chạy dọc bờ biển nó rất là nhiều. Lại đi kiếm lợn rồi. Khổ. Bây giờ sao tối rồi đấy, anh cẩn thận. Anh có cái đuốc chưa? Có rồi. Chặt xác lấy mỡ ít mỡ lắm, chả đáng bao nhiêu, được vài ba mỡ. Đúng rồi, đi nhặt đi săn xanh nhanh hơn. Thuyền cạnh nhà làm gì có xăng anh em. Thuyền lúc nào nó mặc định không có xăng mà. Đây đi xuống dưới này. Ô, có nhà nào có mỗi cái túi ngủ lại hai cái hòm đồ, ra xem có đồ gì không. Đấy, có thanh niên nào ở đầu kia. Có đứa nào ở đầu kia em ạ. Có một thằng ở đầu kia đang rình rình ở đầu trước kìa, sau tảng đá kìa. Đấy. Tầm này là chắc chắn là vớ vẩn. À, mẹ thằng Osama Bin Laden đây rồi em ơi, mẹ con chó. Bật chết rồi đi. Vừa bị anh xử rồi. À. Hay. Bù láo bù lếu. Em nó có đồ gì không anh? Nó chỉ có mấy đồ vớ vẩn thôi. Ôi giời ơi, vừa nãy soi stream mình ra đây để bắn. Mẹ. Bù láo thật. Không thấy con lợn nào nhỉ? Ừ. Mọi hôm thì nhiều nhỉ? Ừ. Hồi đầu vào đây ý, nhiều vãi đái luôn. À anh có để ý nhá, server mà vừa rồi mà có bọn Trung Quốc mà nó chưa đều ấy. Em đi farm thì một cái ô nó đựng được rất là nhiều gỗ với cả nhiều đá, nhưng mà cái server này thì một ô chỉ đựng được 1000 đấy. Nó chắc là cái kia nó để farm được nhiều hơn chăng, bởi vì anh thấy bọn nó nhà to kia vãi trưởng mà. Đấy, nên bên kia em farm nhanh vãi, bên này em farm chậm. Lại ông nào đây? À Hunter à? Rồi chào em Hunter. Ôi khiếp. Anh đi coi như là giết thú mà có đến mấy anh em đi theo để bảo kê. Hay quá, bắn hay quá. Anh kêu em. Mùa hè mà phải cho con đứa con nít nó phái hắc một tí. Thực ra thì thôi anh em ạ, à, anh em cũng không chửi hiếu hay là không gì làm cái gì cả, bởi vì thực ra thì có người này người kia. Không, vui. Người này người kia. Thứ hai là tôi nghĩ thật là hoàn cảnh, có thể là cuộc sống bên ngoài đời của Hiếu chắc là nó có nhiều cái bức bách. Không, thường là như thế.
thường người ta hay bên ngoài đời gọi cái bức bách bố mẹ bỏ nhau hay là kiểu như là công việc, nếu mà đã đi làm rồi có thể là bị sếp nó kèn cựa, hoặc là đi học thì bị bạn bè ở lớp nó bắt nạt, kiểu thành ra là phải tìm những cái niềm vui từ trong ông thế kìa. Giới ảo quá đáng, kiểu như mồ côi từ bé. Ừ, cho nên là thôi anh Dũng đừng nói nữa, làm em thương Hiếu quá. Ừ. chúng ta nói chung là nên hiểu có những người bất hạnh không được không được có cái cuộc sống sung sướng, nên là họ cũng không biết làm thế nào để có thể. Anh ơi, sao anh em? Anh ơi, chỗ em đang có con ngựa này, không biết anh có sao không? R13 xa quá nhỉ. À, anh ơi, anh có 500 mỡ về mạ khiếp, anh em nào vừa ném cho nhặt nhanh quá vào được luôn. Cái gì chế thôi. Không phải hay là anh vừa lút đồ cái thằng kia? Không phải, có anh lút đồ đâu, nãy có anh em nào vứt ý. Thế như là trong team, bạn nào vừa vứt cho 500, thank you anh em nhá. Thôi về, đi về đấy. Đi tàu thôi em ạ. Của Tứ Việt Nam mày hiểu đấy. À của Tứ à, rồi thank you Tứ. Tứ Việt Nam mày hiểu. À đấy, phải cảm ơn anh Dũng rồi, nhờ có anh mới quen được Tứ Nam Hiếu. Sao? Nhờ anh mới quen được nhiều người ở trên này. Ừ. Trên này nhiều bạn vui lắm, nói chung là nhiều anh em vui vui vẻ vào chơi. Tất nhiên là cũng có một số thành phần đấy mà như tôi đã nói là vừa đáng giận vừa đáng thương, nhưng mà thôi cũng nhiều anh em rất là vui và chơi rất là vui. Anh chơi anh hồi anh mở server riêng cái hồi mà nó chưa bị DDoS và chơi vui lắm. Yeah. Ui vãi. Ôi ông gì đi theo bảo kê, anh bị nó bắn chết rồi. Ôi dồi ôi, ai bắn? Vãi lìn. Ui. Ôi kìa. Hai thằng nó cùng bắn ạ. Vãi trưởng, ông nào đây? Bực nhờ. À thằng Osama Bin Laden nó lại giết anh rồi, anh bị mất mẹ, nó lại lấy hết đồ của anh. Ở đâu anh ở khu? À rồi, chạy. Nó bắn chết anh em gì rồi, vừa mới được cho 500 mỡ lại bị nó giết rồi. Lại thằng Osama Bin Laden nó ra, nó canh sẵn ở đây nó bắn rồi. Ở nước ngoài đâu, Việt Nam đấy. Chắc team Ngọc Hiếu. Ôi anh chết rồi à? Ừ chết rồi. Anh em đi theo, một mình đi theo bị nó đứng nó canh sẵn ở trong đá nó bắn. Nó đập nhanh. Nó đã lút chưa? Nó lút anh chưa? Đương nhiên là lút rồi, gì nữa. Ôi giời ơi. Em cứ chạy ra. Đấy, Hiếu đang sướng. Hiếu vẻ đã rất sướng. Đấy, anh đã bảo mà có coi như là bức bối ngoài đời là vào đây sướng lắm. Anh Dũng giải tỏa cho nó gì nữa. Khổ lắm. Đây là ai? À Yến à? Yến ơi, cho anh xin ít dầu đi em. Cho anh xin ít dầu đi, anh chán đi kiếm rồi, anh đi săn nhiều lắm, anh chán lắm rồi. Hả? Anh sao Dũng em? À? Đây nhá, em cho anh 100 dầu này. Ờ à, rồi. Em chỉ anh cách lấy dầu nhá. Anh theo em chỉ anh cách lấy dầu. À đây, úi dồi ôi đấy, Hunter chỉ cách đi lấy dầu luôn. Bây giờ anh em phải bảo tôi cách đi lấy dầu. Đây là anh thấy cái máy này đấy. À ừ, máy này làm sao em? Đấy anh nhìn vào trong, anh nhìn vào trong. Em đang đứng ở đây lấy. Bảo cho xăng vào thì nó sẽ sinh ra dầu. À cho cái xăng đen vào nó sẽ sinh ra đúng không? Xong mình nung lên nó sẽ sinh ra dầu gì? Rất là nhiều dầu luôn. À. Lần trước anh còn vứt đi. Ừ anh có biết đâu. Hơn là anh như
người săn thú. À. Thôi được rồi. Anh có dầu rồi em ạ, đi thôi. À chứ rồi mình. Anh có 111 rồi, nhiều lắm rồi. Em ơi có gì cho anh để anh đi anh đập, anh đi đập đập thùng không? Có đồ cho anh đập thùng không? Anh chết đây, rồi, đây, anh đây, chết đây, nhiều đây, quá đây, anh đây, chán đây. Lắm. Tội nghiệp. Ô, mấy cái này sắp hỏng hết rồi em ạ, cho anh cái đồ nào mới mới đi. Mấy cái này hỏng vâng. Hết rồi. Thế để em lấy cái khác nhá. Ừ, thank you em. Đồ bảo không ăn xin cơ mà. Anh sẽ ăn xin em thì anh sẽ ăn xin cả đời cũng được Yến ạ. Anh có thể ăn xin tình yêu em không? À, đi đâu đây? Ơ kìa. Yến chạy rồi. Yến chắc yêu thầm rồi. À ngoài ra lại phải nói với anh em một cái mẹo khi mà để chúng ta biết là con gái thích chúng ta. Nhiều bạn gái có cái kiểu thích buồn cười lắm. Thích nhưng mà ngoài mặt lại ra vẻ với chúng ta là có vẻ ghét, có vẻ không ưa. Trong lòng thích đấy, con gái là như thế. Cho nên là các cụ là ngày xưa đã có một cái bài hát mà con gái nói ghét là yêu mà. Cho nên là đấy, công ty này em có hỏi các chị em gái đấy mà xem. Nhiều khi yêu lắm nhưng mà cứ phải giả vờ là kiêu kiêu một tí, giả vờ là hơi ghét ghét một tí, không quan tâm một tí, mà thực ra là đấy mới là yêu đấy. Anh có quần áo chưa? Uầy, mẹ thằng này còn cầm cục đá đều đập anh kinh chứ. Vãi cái trường. Anh có quần áo chưa? Mẹ thằng này nó bị mẹ rồ vẽ rồi em ạ. Điên vẽ rồi. Nó đang đập anh chứ điên đây này. Ôi giời ơi. Cầm cả hòn đá đều đập. Chắc nó sợ bị mất đồ. Chắc nó cầm hòn đá để nó đập. Vãi cái trường. Anh Dung. Cầm đồ long đao. Xong chưa anh? Đúng rồi, đưa cho anh xin. Rồi, đây. Nãy nó lấy đồ long đao của tôi. Anh có quần áo chưa? Anh chưa. Để em chế luôn. Chế luôn. Anh Dũng này. Sau này anh. Sao em? Sau này. Anh Dũng này. Đây sau lưng. Rồi cảm ơn em, thank you em rồi. Quần áo các thứ đầy đủ, ok, ngon nghe rồi. Anh rơi rồi. Anh nhặt này. Quần áo đủ rồi à? Đâu còn gì nữa? Thằng nào trong người đi biệt, đưa lại. Có quần áo chưa? Rồi thank you em. Anh có quần áo rồi, mấy anh em vứt cho anh quần áo, cái áo với lại cái giày. Với lại cái bộ gì nữa. À, ngon rồi đấy, ấm lắm rồi. 30. 30, 31, ok. Đấy nó còn đứng từ xa cái đồ bắn mới kinh chứ. Đi thôi anh ơi, đi. Để các anh em giết nó đã. Ôi anh có quả đôi giày nhìn chất thế. Anh vừa ném cho xong. Giày nhìn đẹp nhờ. Giày đi tiếp đấy. Anh hay có thói quen là đi ủng. Đi ủng mới đi ủng mới an toàn em ạ. Nhầm. Nói chung anh cũng bị diện quá. Mặc cả cây. Ôi mẹ mặc như này là anh là cẩn thận, không biết là có đủ ấm không đấy. Em là 16%. Chắc được. Mà mình cũng có qua cái chỗ kia nữa đâu mà sợ. Mình có đi vào chỗ vừa nãy đâu mà sợ. Nhưng mà mình cũng phải đi farm mấy cái đồ để đi để phân giã chứ em. À phân giã thì đúng rồi. Farm thì ngay đây này. Chỗ đồ vừa nãy mình mất rồi. Đúng không? Đúng rồi, cứ đi lấy thử xem thôi, trên đường cứ đây anh ném cho mấy cái này mà đập với em này. Vâng. Gì lấy cái đấy. Đây. Đây, đằng sau em ấy. Ok, đằng sau. Rồi, đây. Thêm cái cuốc đây.
Ôi giời ơi. Sao? Thôi không sao. Anh bị mất à? Ở biển nó là như thế, không vứt đồ được. Phải cho vào họ, phải cho vào thuyền. Thôi thực ra cái cuốc này nó cũng gần hỏng rồi, còn có mỗi tí máu mà. Ừ thôi, chỉ sao. Còn hai cái chùy với lại một cái con đồ long đao thoải mái anh em ạ. Nãy giờ bọn tôi chết như thế này không biết là quay về chỗ kia còn đồ anh em mấy ngày, nãy giờ chưa qua được khoảng được mấy ngày nhỉ? Mà sao nãy giờ anh không thấy buổi đêm nhỉ? Từ lúc chơi đến giờ anh chưa thấy trời đêm đâu. Thế đéo. May quá. Mất đồ rồi à? À, Tứ bảo mất đồ rồi. Lâu quá mất rồi. Thật, cộng cái chỗ đấy lại mang về phải được khoảng tầm 1000 scrap thì rất là nhiều đồ có thể phân rã được. Vâng, nhiều lắm. Chỗ đấy nhiều lắm. Ghi gủng các thứ một đống. Trong thuyền ít nhất phải có 1000 scrap. Trong thuyền có 1000 scrap á? Thuyền ở đúng không? Trong thuyền. Nhưng mà ấy đâu còn đâu, chết rồi. Thôi kệ đi. Thuyền bị chìm rồi. Cái thuyền lúc đấy là sợ là nó cũng spawn rồi ấy. Thuyền sợ một đợt một lúc thôi là nó cũng spawn thuyền rồi, nó mất thuyền rồi. Thuyền chỗ đó vẫn còn à? À. Thế rồi để về lại xem là nó liệu nó có mất thuyền không. Hôm trước tôi chơi ấy thì hôm trước anh chơi thì anh để thuyền, lúc sau anh quay lại thì mất thuyền luôn. Đấy là do là có người đi hay là do nó spawn? Hay là vì hết máu? Thuyền nó có máu mà anh. Còn à, thuyền không bị à? Thôi, chồng mẹ em thấy em chưa cứ thích lên để nghe. Khổ quá. Em may em không bật loa ngoài, em bật loa ngoài anh bảo ngay bác ơi bác nuôi thằng con rể tương lai kia của bác đi cháu ấy này. Ôi có cái gì đấy, bom hay là cái gì, sắc treo này là cái gì đấy em? À một cái, anh vừa nhặt được một cái cục nổ này. Mang về nghiên cứu được đấy. Là hay. Bạn nghiên cứu là mình làm được luôn cái nghiên cứu cục nổ đấy. Hay. Một cái bom nhỏ. Thế đéo nào chỗ này tự nhiên có quả bom nhỏ. Về nghiên cứu làm bom luôn. Em để trong hòm mấy cái bản vẽ em xem có cái gì thích học thì cứ học cho nó nhiều. Đây là C2 à? Trò này nó cũng lặn nhưng mà lặn xấu hơn cái trò của anh ạ. Anh đã lặn cái trò của anh rồi mà anh chơi trò này anh lặn xấu lắm. Cái này dưới biển làm gì có gì đâu. Cái này biển cái kia thì nó là chuyên làm game, chỉ có ở dưới biển thôi thì nó phải khác chứ. Rồi kia đẹp thế. Dưới biển có đồ ạ? À? Dưới biển có nhiều scrap lắm đúng không anh em? Ở đây cái chỗ kia là chỗ mình chết hay sao nhỉ em nhỉ? Đâu?
gần gần cái thuyền đấy nhỉ? Đúng không? Rồi. Không, anh không, không phải, đây, 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 đây là chỗ cái thuyền, không phải. Đây mình đi qua chỗ cái thuyền rồi chứ. Đúng không nhỉ? À, ừ, đúng rồi, đi, mình đi được một tí, mình đi được một tí. Mình đi một tí, nó gần đây thôi, nó gần đây thôi. Đoạn trên, à đấy, bên đây lấy đồ này. Anh chọn cái nhân vật này nhìn hay nhỉ? Sợi hay. Cái mặt nữ nhìn nó đẹp. Anh có chọn đéo đâu, anh chọn, anh tạo từ bao giờ, tự nhiên nó lại có cái. Ồ, có hàng rào này, mình về mình học làm hàng rào được luôn, đấy. Wow. Cái hàng rào bên ngoài, hàng rào gỗ xây nhà bao quanh bên ngoài cũng được. Đấy anh cứ chơi, anh cứ đi farm như này này, xong anh nhặt được mấy cái bọc anh về. Làm rồi mà, lần trước anh không nói cho em biết lần trước nhá, anh đi farm, anh còn đi farm được cả cưa, cái đêm hôm đấy ấy. Cưa đấy. Máy luôn. Rồi anh súng cứ... ngấm các thứ. Định là hôm sau vào khoe với em, hôm sau vào ai ngờ đâu bọn Trung Quốc nó đã đến nó phá tan nhà. Vâng. Anh về anh mà. Học. Anh em lại xin tên server. Anh em xin tên server để vào đây anh em lại bản sao của Ngọc Hiếu ạ. À. Mệt lắm. Mình mặc như này rồi mà đến đây vẫn còn bị lạnh 1 độ C nhỉ. Đây trước mình nằm ở chỗ này đúng không nhỉ? Có thấy cái thuyền đâu đâu? À đây thuyền mình đây mày. Đây 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 đây. Thúy chắc là mẹ gọi đi làm gì rồi. Đây cái thuyền của bọn tôi đây rồi, may quá. Xác thì mất rồi nhưng mà thuyền thì vẫn còn. Để sang kiểm đồ xem. Ơ. Ok. 1000 đây rồi. Xôi ôi ngon. Ngon, 593, ngon quá. May quá anh em ạ. Vẫn còn đồ, may quá. Thôi 1000 scrap cái này thôi đi về thôi. Từng này scrap là 1220 mấy là đủ làm bàn được tủ cấp 3 rồi đúng không anh em? Bọn này lại sang đây rồi à? Vãi! Mẹ nó còn lái cả tàu sang đây để nó lấy scrap anh em ạ. Thúy đâu rồi em ơi? Mẹ bọn mất dây. Anh ta chết chứ không để nó lấy đồ. Tôi đã thà chết lao xuống biển chứ không để chúng nó lấy được đồ của tôi. Tôi đã nhảy thẳng xuống biển ngay. Âm mưu lấy 1000 scrap. Nó soi stream rồi. Nó soi, nó phi thẳng thuyền ra chỗ mình em ạ. Anh nhảy thẳng xuống nước để nó đéo lấy được. Em cũng ra em phang mấy phát mà nó không chết. Nhưng mà chắc là nó sắp chết rồi. Anh em thấy khổ không? Ơ thế anh tìm thấy thuyền rồi à? Tìm thấy thuyền anh lên rồi, vậy đợi em vào mà anh thấy em đâu thế này. Em vừa chạy xuống nhà. Thôi đúng không rồi, em thấy anh hét ầm lên thì em biết có biến rồi. Chắc bọn nó mê cái tiếng thét đấy của anh ấy. Thôi có khi nghỉ đi các bạn. Một gần 6 giờ thôi nghỉ đây các bạn. Hôm nay cố gắng hết sức chơi nghiêm túc rồi. Nhưng mà cứ đi kiếm được là bị chúng nó giết. Thôi hôm nay chỉ là thể hiện để anh em biết được là tôi đã chơi nghiêm túc. Rất nghiêm túc rồi nhưng mà không được. Đấy anh em thông cảm nhé. Ở nhà vẫn còn, coi như là ở nhà vẫn còn 400 scrap. Kệ, chả sao cả.
Rồi ok thôi, gần 6 giờ rồi, anh em đi tắm rửa, đi nấu cơm, ăn cơm tối nhá. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi. À cái thằng kia nó vẫn lấy được xác của anh nổi lên, nó vẫn lấy được 1k2 scrap kìa. Đúng rồi, mình chết nhưng mà cái xác nó vẫn nổi lên, khổ. Ờ rồi. Đấy, quả đấy mà vứt đi thì hay nhỉ. Thôi kệ đi. Thật. Anh biết bọn này tên trong game này là tên Steam đúng không em? Tên bọn này trong game là tên Steam. Ra anh đúng xuất, rồi, chuẩn chuẩn. Anh chuẩn, xuất chuẩn. Tên Steam thì anh mà tìm ra tên Steam của mấy thanh niên này thì xác định. Thôi nghỉ thôi các em ạ. Rất cảm ơn anh em theo dõi. Chắc là nếu mà chơi nghiêm túc thì hôm sau chắc là tôi chỉ vào một mình nữa. Tôi không livestream, tôi đi tôi kiếm như hôm trước thôi. Bye bye, see you again. Khổ thân anh. Đây rồi. Sao em? Cái gì? À em tìm được Steam của nó mà. À thế à? À, Steam nó là gì em? Úi dồi anh ơi. Sao? Vào đọc mấy cái toàn comment, toàn bao nhiêu người comment là súc vật, thằng hacker rồi các thứ này nọ, thứ nghiệt súc xấu mặt Việt Nam từ tháng 1 cơ. Ôi vãi mẹ, thì hóa ra là như thế à? Đứa nào comment chửi nó ở trên kênh Steam này. Ôi giời ơi, mẹ. Khổ. Thế hóa ra là toxic, hóa ra là toxic từ xưa rồi. Chứ không phải là chỉ vào đây mới toxic và đã có tiếng tăm từ ngày xưa rồi. Đây, tên của nó gồm có những tên là Kiss My Ass này, Osama Bin Laden này, Joker không phải dạng vừa đâu. À, thế là nó thay đổi tên liên tục à? Vâng, ở Bắc Thái, Việt Nam. À, thay đổi tên liên tục, hóa ra là chúng nó đều là một đứa hết. Nhưng mà thay đổi nhiều tên để giảm đều là một thằng hết. À. Đổi tên được. À. Hóa ra trong này nó đổi tên liên tục. Chỉ có mỗi một đứa thôi, nhưng mà nó đổi tên liên tục. Này, chứ làm gì có mấy thằng nào đâu. Khổ. Thôi anh em ạ. Thôi thế là biết rồi. Nói chung là thế là biết thể loại như nào rồi. Một đứa thôi mà đổi nhiều tên nhá. Thúy đúng là hacker. Vừa lên cái Thúy tìm ra ngay, nhanh vãi. Rồi ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi. Bye bye anh em. Rồi chào em nhé Thúy nhá. Hello em. Bye bye. Bye bye em.